Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đã học vô được một đoạn đầu của phẩm Quán Chúng Sinh thứ 7. Và mình đã đi vào được cái phần đầu nói về những pháp thực tập. Tức là mình đi ngang qua cái phần ban đầu từ đầu phẩm cho đến tứ vô lượng tâm. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ giữa trang 77. Mình đọc trước, các vị dò theo sau, rồi chúng ta chia sẻ ý nghĩa đoạn này. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sự sanh tử đáng sợ Bồ Tát phải y nơi đâu? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát ở trong sinh tử đáng sợ đó phải y nơi sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù lại hỏi: Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sinh. Lại hỏi: muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? Đáp: muốn độ chúng sinh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thế nào là thực hành chánh niệm? Phải thực hành pháp không sinh không diệt. Pháp gì không sinh, pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sinh, pháp thiện không diệt. Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Thân lấy tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Rồi hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Lấy tưởng điên đảo làm gốc. Rồi hỏi tiếp: tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Lấy không trụ làm gốc. Và câu hỏi cuối là: không trụ thì lấy gì làm gốc? Không trụ thì không có gốc. Đó là câu đáp cuối. Và thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Thưa các vị, đó là một đoạn mà chúng ta sẽ chia sẻ trong buổi học hôm nay. Các vị đọc ngang qua đoạn này thấy nó cũng dễ hiểu chứ hả? Có cần phải giải thích gì không, hay là mình đi thông qua cái cho nó nhanh, học cho nó lẹ? Chúng ta đã đi ngang qua được những cái phần đầu. Các vị nhớ là phẩm thứ 7 này chúng ta chia làm hai phần. Tức là phần Bồ Tát quán chúng sinh. Phần B thì chúng ta nói đến thinh văn quán chúng sinh tâm. Và cái phần Bồ Tát này thì mình chia ra làm ba phần. Một là quán chúng sinh như nguyện. Thứ hai là thực hành tứ vô lượng tâm. Thứ ba là trụ nơi vô trụ để thành tựu giải thoát. Và trong cái phần Bồ Tát quán chúng sinh tâm thì chúng ta đã đi được hai phần nhỏ ban đầu rồi. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần thứ ba, tức là trụ nơi vô trụ thành tựu giải thoát. Và mong rằng hôm nay mình sẽ đi vào cái phần này giải thích cho nó nhanh một tí để học hết cái phẩm này thử là được. Hy vọng vậy. Phẩm này chúng ta có hai phần. Phần A tức là Bồ Tát quán chúng sinh. Trong phần A này chúng ta đi được phần thứ nhất, phần thứ hai. Phần thứ nhất là quán chúng sinh như quyển. Phần thứ hai chúng ta nói đến thực hành tứ vô lượng tâm. Và thưa các vị, hôm nay chúng ta đi đến phần thứ ba, tức là trụ nơi vô trụ để thành tựu giải thoát. Và thưa đại chúng, là cái từ này nó rất là quan trọng. Trong đạo Phật cái từ này quan trọng lắm này. Hôm đầu tháng mình đi Canada, mình bị các Phật tử Canada tham vấn về cái từ này rất là nhiều, và mình cũng lúng túng vô cùng. Ta hỏi nhiều quá, lúc đó trí tuệ mình bỏ quên ở chùa cho nên trả lời không có xong. Nhưng mà thưa các vị, giáo lý đạo Phật đặt trọng tâm vào cái chữ này. Tại vì nếu mà mình không có thành tựu được giải thoát thì mọi cái việc làm Phật sự của mình nó đều là một loại dính mắc cạn, và dính mắc lợi, dính mắc danh. Và lợi danh có mặt thì cái gì có mặt theo, vô minh phiền não có mặt theo, và một chùm nó đi với nhau, đó là rồi luân hồi, sinh tử, nghiệp chướng, khổ đau, trằn trọc. Nó xoay quanh ba cõi sáu đường không vượt thoát được. Thế cho nên từ cấp độ cạn cho tới cấp độ tinh tế, thưa các vị, thành tựu con đường giải thoát là mục đích tối hậu của giáo lý Đức Thế Tôn. Mọi cái công việc độ sinh vân vân, đó là con đường triển khai của Bồ Tát Đạo. Thế nhưng mà trong quá khứ, Đức Thế Tôn đặc biệt chú trọng giải thoát thôi. Nếu đạo Phật không có hương vị giải thoát, thế thì đạo Phật không còn có mặt cho tới hôm nay. Nếu đạo Phật chỉ là những cái công trình từ thiện phúc lợi xã hội, hoặc là những cái tổ chức vân vân, thế thì đạo Phật không tồn tại. Do vì tổ chức nào, công trình to lớn nào, mà nếu phẩm chất bên trong chư tăng hay là những người lãnh đạo tổ chức ấy không có được cái năng lực giải thoát, thế thì con đường đó dần dần đi vào thế gian pháp, bị tha hóa. Ở con đường đạo, thưa các vị, người ta càng đi vào chiều sâu sự tu tập giải thoát bao nhiêu thì hương vị chân thiện mỹ nó tỏa ngát bấy nhiêu. Còn nếu mà mình chưa thành đạt được con đường này, mình đi vào nhân thế, gọi là phương tiện độ sinh, gọi là mở rộng con đường Bồ Tát Đạo vân vân, không khéo thì chúng ta mượn áo y của Đức Thế Tôn làm việc thế sự, đó là điều cẩn trọng. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, toàn bộ giáo lý đạo Phật đặt trên những chữ này: giải thoát cạn, đó là các vị đi ngang qua phiền não khổ đau, vượt ngang qua những cái ưu tư phiền não tràn trọc của kiếp nhân thế, đứng vững giữa nhân gian, sống an vui và hạnh phúc. Giải thoát trung bình, đó là chúng ta làm chủ được đời sống của mình, không có bị ngũ dục lục trần lôi kéo. Giải thoát tột cùng, đó là các vị thênh thang vượt ngang qua cõi tử sinh, chấm dứt được con đường luân hồi lang thang. Đó là mình giải thích cái chữ này để các vị thấy nó quan trọng. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa dẫn một đoàn tỳ kheo tăng 1250 vị. Dường như Ngài không có hình thành một cái tổ chức gì nó quy mô cả, tức là không hề có một văn bản pháp chế gì để hình thành một cái loại tổ chức. Và chúng ta nghe nói Đức Thế Tôn có một giáo đoàn, chúng ta tưởng là có một pháp quy, chứ không phải. Tổ chức Đức Thế Tôn tăng đoàn sinh hoạt trong lục hòa cộng trụ, tức là lấy lục hòa làm giáo điển, làm cái chuẩn mực để sinh hoạt, chứ không hề có một cái tổ chức nó mang cái đặc tính của các giáo hội như các giáo hội tôn giáo khác. Cái nét đặc biệt đạo Phật là như vậy, và không hề có giáo quyền. Và nói như thế không có nghĩa là Đức Thế Tôn và chư tăng ngày xưa không làm cái công việc như chúng ta bây giờ gọi là thực hành Bồ Tát Đạo, đi vào đời bằng pháp lợi sinh. Thưa, cái công trình lợi sinh của Ngài đó là mỗi một ngày ôm bát vào thôn trang thất thực, rải tâm từ, nhuần thấm đại địa, và dùng ngôn ngữ giáo hóa để cho người ta chuyển nghiệp thức, người ta làm cho đời sống chính họ được thăng hoa từ bên trong. Thế thì hoàn cảnh xã hội nó thay đổi theo, chứ Ngài không hề chủ trương là làm cái gì, đóng góp cái công trình gì trong cái chuyện cải tạo xã hội cả. Cải tạo xã hội của Đức Thế Tôn đặt căn bản trên tâm thức của từng người, cải tạo tâm thức thôi. Tại vì khi anh cải tạo xã hội bằng cái luật pháp, bằng cái cơ chế tổ chức vân vân, thế nhưng mà con người tâm thức vẫn y nguyên như thế thì xưa cái tổ chức đó dù ràng buộc mấy, tổ chức hay mấy vẫn vỡ nát thôi. Cho nên cái trọng tâm giáo lý đạo Phật là chuyển hóa tâm thức con người, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mọi việc Đức Thế Tôn không nhìn như chúng ta nhìn trên mặt hiện tượng thôi. Chúng ta thấy thế này là nghèo đói, thế này là bất công, thế này là xã hội quá ư là khắc nghiệt vân vân. Đức Thế Tôn thì không nhìn ở cái bình diện hiện tượng mà nhìn sâu trong cái chiều dài của nhân quả nghiệp báo thôi, cho nên rất khác với chúng ta. Ngài thấy là chúng sinh gây nghiệp đó, cho nên y báo chánh báo nó đi theo như vậy. Thì chúng sinh mà thông minh cải tạo được nghiệp từ trong tâm thức, thế thì y báo nó thay đổi, thì hoàn cảnh sống nó thay đổi. Chứ Ngài không hề chủ trương cái chuyện làm cái gì để cải tạo hay là cải thiện hoàn cảnh xã hội, không có, bằng con đường giáo dục duy nhất thôi. Rất là khác với chúng ta. Và điều thứ nữa mình muốn thưa cùng các vị đó là một đời Đức Thế Tôn làm đạo, cái công việc Ngài làm để cải tạo xã hội đó là mỗi sáng ôm bát vào thôn trang khất thực. Chư tăng của hành Bồ Tát đạo bằng con đường đó, đi vô thôn trang thôi, và không nói năng chi, chỉ ôm bát đứng từng nhà khất thực vậy thôi. Thế mà đã có giáo hóa người chưa? Thưa, đã giáo hóa rồi, đã chuyển được tâm thức người ta rồi, đã giúp người ta làm lành rồi, bằng cái ôm bát đến từng nhà đi khất thực, bằng cái hạnh đi đồng thấm, bằng cái tâm từ tỏ rộng, ảnh hưởng đến đời sống mọi người thôi. 1 năm 3 tháng Đức Thế Tôn dành cái công việc giáo hóa dạy đạo cho cư gia Phật tử chỉ 3 tháng thôi, 3 tháng mùa mưa. An cư một trú xứ, các Phật tử có điều kiện tiếp xúc với chư tăng đến cúng dường, và chư tăng thay nhau giảng pháp để tu tập. Và cái giảng pháp ngày xưa nó cũng không giống như chúng ta bây giờ. Giảng pháp là bài cho cái cách thực tập thôi. Học bài kinh giảng pháp đủ rồi, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, nhiều đó nó tới nó lui nó hoài. Các vị nghe mà phiền não không hết thì các vị cũng đủ buồn ngủ, và cũng không có khởi tâm thức gì và phê bình chán ghét gì cả. Một là anh nghe được anh tiếp nhận thì anh thực tập, hai anh không tiếp nhận thế thì cũng không sinh khởi cái vọng thức gì bên trong tự thân anh. Thế cho nên con đường giáo hóa Đức Thế Tôn ngày xưa rất khác. Và nói một vòng như thế để trả lời vấn đề, thưa các vị, là tăng đoàn ngày xưa rất chú trọng đến con đường thành tựu giải thoát. Ăn một ngày một bữa để làm gì? Để có thì giờ trọn vẹn đầu tư năng lượng mình cho việc tu thôi. Các vị hình dung là một ngày mình nấu ăn 3 lần thì còn thì giờ đâu mà tu. Nấu ăn 3 lần rồi làm gì thêm nữa? Rửa chén 3 lần, kiếm thức ăn 3 lần, và mời mọc nhau ăn 3 lần, mất thì giờ vô cùng, lo lắng vô cùng. Cho nên ăn một bữa, và cái chuyện giản dị nhất là ơn bác đi xin cơm thừa của người ta. Nếu người ta không có cơm thừa, người ta phát tâm người ta cúng thì cũng cơm hẩm bình thường, rau dưa bình thường, không có sang trọng gì cả, đủ để nuôi thân thôi, thưa các vị. Và ăn là một pháp hành từ bi. Thứ nhất là khi thọ nhận của thập phương thí chủ cúng dường, mình rải tâm từ để hồi hướng công đức cho họ. Thứ hai, học hạnh khiêm cung. Thứ ba, học hạnh tri túc. Cái người đi xin ăn thiên hạ thì có gì đâu mà kiêu ngạo mà tự hào, thưa các vị. Áo rách lang thang, ăn cơm hẩm. Tôi là người thọ ơn của tất cả các vị thì tôi có là gì đâu mà kiêu ngạo. Hạnh khiêm cung rất dễ phát sinh. Và cái quan trọng hơn nữa là sau khi thọ thực buổi trưa rồi thì chư tăng và Đức Thế Tôn làm gì? Ôm bồ đòn tọa cụ vô rừng thôi, độc cư thiền tịnh. Cái từ mà thành tựu giải thoát này nó đi đâu với độc cư thiền tịnh? Ngồi một mình yên vắng trong núi rừng, trong tha ma, hay là một góc của Già Lam Tự Viện. Cái công phu thiền tập nó là cái công phu rất là tự nhiên. Thứ hai nữa, công phu thiền hành cũng là công phu rất là tự nhiên của sinh hoạt, tu tập, chứ không có gì lạ lùng cả. Đó là đôi điều mình giải thích để các vị thấy là trụ nơi vô trụ để thành tựu giải thoát như cái đoạn chúng ta vừa đọc. Tuy nhiên mình đi vô phân ra làm nhiều cái tiết mục nhỏ trong đây. Cái điều đầu đó là nương nơi công đức trí tuệ của Như Lai. Thế nào là nương công đức trí tuệ của Như Lai? Điều thứ nhất là trụ tâm nơi nguyện độ sinh mới thừa hưởng được ân đức của Như Lai. Điều thứ hai đó là thực hành chánh niệm loại trừ phiền não để độ sinh. Đầu tiên Ngài Văn Thù hỏi này, sinh tử đáng sợ Bồ Tát phải y nơi đâu? Có nghĩa là phải y nơi đâu để thành tựu con đường giải thoát, đó là câu hỏi căn bản nhất. Rồi từ đó họ mới mở dần ra để cho chúng ta thấy những cái cấp độ và cái con đường chúng ta đi. Thì Di Ma Cật đáp, cái điều đầu tiên Bồ Tát phải làm đó là ở trong sanh tử đáng sợ phải nương công đức lành của Như Lai. Tu tập mà nương công đức lành được hay không được là do anh có phát bản nguyện độ sinh hay không. Phát nguyện độ sinh thì công đức lành Như Lai tự nhiên nó tương ưng với tâm của anh để anh có thể độ sinh được. Mình chưa nói chuyện Đức Thế Tôn, nói chuyện đời thường, đời sống của chúng ta bên ngoài thôi. Ví dụ như các vị là những người nhà giàu, con các vị những người mà có khả năng, các vị tin tưởng giao phó sự nghiệp cho những đứa đó là đứa nào? Hẳn nhiên là cái đứa nó phải đủ tài năng trí tuệ, nó có khả năng quản lý gia nghiệp, nó có khả năng kế thừa sự nghiệp của các vị. Có phải vậy không? 10 đứa con, một đứa thì hư hỏng, đứa thì phá của, đứa thì tiêu pha không biết làm, đứa thì cực kỳ thông minh, biết làm ra tiền, biết quý tiếc tài sản, và đặc biệt nó rất là thương người. Nó quản lý công ty đó không có nghĩa là nó làm giàu không, mà nó còn làm mỗi việc là nó nuôi tất cả những công nhân do mình gầy dựng từ xưa. Thế thì các vị truyền gia nghiệp cho người nào? Các người vừa có tài, vừa có cái tấm lòng đôn hậu thương yêu người, mà vừa biết quý tiếc tài sản của bố mẹ để lại. Thế thì chắc chắn một điều là dù ảnh không cần sinh, chúng ta cũng giao hết tài sản cho anh đó. Thế thì từ cái ví dụ đó chúng ta quy chiếu về cái con đường thành tựu giải thoát. Điều thứ nhất là nương nơi công đức trí tuệ Như Lai. Mà muốn thừa hưởng được công đức trí tuệ gia tài sự nghiệp của Như Lai, của 10 phương chư Phật, tất cả mọi người chúng ta phải làm một việc, đó là trụ nơi nguyện độ sinh để làm. Trụ nơi nguyện độ sinh là gì? Thưa các vị, độ sinh bên ngoài đó là người đó có tấm lòng trắc ẩn thương người, khi từ tâm có mặt là phước lành có mặt. Một con người mà tâm thức họ rất là héo khô, không có một xót xa gì với người đồng bạn hết, không có khởi một cái điểm trắc ẩn gì đối với nỗi khổ chung quanh, thì người đó không thể phát được Bồ Đề Tâm để tu. Và người đó cũng không có được một chút phước điền gì để có thể nâng đời sống tâm linh mình lên. Đó là điều thứ nhất. Cho nên phát nguyện độ sinh hướng ra bên ngoài, người đó mới thừa hưởng được năng lực của Như Lai, phát triển đời sống tâm linh. Rồi nương là tâm nguyện độ sinh bên trong nữa. Thưa các vị, các vị chán chê cái con đường sinh tử luân hồi, nó trằn trọc khổ đau nhận chìm ta qua bao nhiêu kiếp. Các vị phát tâm lành độ hết những chúng sinh thiền não trong các vị. Khi khởi cái ý niệm muốn vươn thoát cuộc đời, vượt khỏi cái nỗi khổ tử sinh, thì tâm thức các vị được nâng lên đến một tầng này. Người ta có một câu nói thế này: anh chỉ tìm được những cái gì anh chọn thôi, và anh chỉ nhặt được những cái gì anh mong muốn thôi. Và câu nói đó nó được thể hiện ra một câu chuyện rất dễ thương thế này. Có một nữ hoàng kia kêu hai anh vệ sĩ đến, nói: anh vui lòng đi khắp hành tinh này, anh tìm cho tôi tất cả loại hoa hồng đem về cho tôi. Và kêu một người vệ sĩ thứ hai: anh vui lòng anh chọn hết tất cả những thứ gì mà hoa có độc, có gai, nguy hiểm chết người, anh tìm về cho tôi. 3 năm sau, hai chàng vệ sĩ kia họ đem về cho nữ hoàng kia cái gì các vị biết không? Người được lệnh tìm hoa hồng thì họ tìm mọi loại hoa hồng đẹp đẽ nhất mang về tặng cho nữ hoàng. Người được nữ hoàng sai đi tìm tất cả những loại hoa nào có độc, có gai, có thể giết chết người, thì anh chàng đó chỉ tìm thuần một thứ đó đem về cho nữ hoàng thôi. Dĩ nhiên cái ví dụ này nó ứng dụng ra bên ngoài thôi, nhưng mà với chính ta thì thưa các vị nó rất khác. Khác là sao? Hai chàng trai kia thì do lệnh của nữ hoàng, còn ta thì do lệnh của ai? Từ bên trong tâm thức ta. Cho nên cái câu nói là ta chỉ thấy những gì ta chọn, phải không? Ta chỉ gặt hái những gì ta mong muốn thành đạt thôi. Thế thì ta thấy cái gì ta chọn. Niềm mơ ước của ta là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ta chọn quanh quanh cái con đường nào giúp ta vượt thoát khỏi cõi tử sinh thì ta đi con đường đó. tự tâm anh nó phát sóng ra ở một tầng cao nào thì nó tương ưng với một loại sóng của tầng cao ấy, nó đến với anh. Tâm thức của ta, thưa các vị, nó tương ưng với một loại quang phổ nào thì các vị tiếp nhận loại quang phổ đó. Các vị phát Đại Tâm Bồ Tát thì các vị gặp những người bạn cùng có một tâm thức như các vị. Còn các vị phát tâm của quỷ dữ thì các vị đi quanh quanh, các vị gặp ai? Người có cùng cung bậc với ta thì ta thích vô cùng thôi. Điều này nó rất là rõ. Cho nên trụ tâm nơi nguyện độ sinh mới nương được công đức lành của Như Lai là như vậy. Điều thứ hai, thực hành chánh niệm để loại trừ phiền não độ sinh. Trong đây, khi mà Văn Thù Sư Lợi hỏi thì Ngài Di Ma Cật giải thích: Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát chúng sinh. Đó là câu của Ngài Di Ma Cật. Rồi Văn Thù hỏi: muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sinh bên ngoài, muốn độ chúng sinh bên trong của anh thì anh phải làm gì? Đáp: phải đoạn trừ phiền não thôi. Và Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi một cách cặn kẽ hơn, chi tiết hơn để chúng ta đi vô. Đó là muốn trừ phiền não thì phải thực hành những cái gì? Phải làm thế nào để đoạn trừ phiền não? Cái câu giản dị mà Di Ma Cật đáp là phải thực hành chánh niệm. Rồi ông không dừng lại, ông tra vấn thêm là thế nào là thực hành chánh niệm? Là phải thực hành pháp không sinh không diệt thì mới thực hành được chánh niệm. Rồi hỏi thêm là pháp gì không sinh, pháp gì không diệt? Và Ngài Di Ma Cật Ngài đáp giống như thiền sư đáp: pháp bất thiện không sinh, pháp thiện không diệt, là thực hành được chánh niệm. Thưa các vị, pháp bất thiện không sinh, pháp thiện không diệt, an trụ ngay thiện pháp, thì điều thứ nhất là làm gì? Điều thứ nhất là thực hành được chánh niệm. Điều thứ hai là loại trừ được phiền não. Và điều thứ ba đó là mới có năng lực độ được chúng sinh. Mình giải thích cái đoạn này. Cái ý của hai câu đó là thế này: bất thiện không sinh. Cái thứ hai là thiện pháp không diệt. Mình sẽ dẫn các vị đi từ cái câu này đi vô cái câu của Lục Tổ Huệ Năng để các vị thấy nó có sự liên hệ rất là hay. Cái nền tảng sự tu tập, thưa các vị, nếu mình đọc hai câu này thôi thì các vị thấy một điều rất căn bản là cái nền tảng của mọi pháp tu tập đều lấy thiện pháp làm nền tảng. Thiện pháp không diệt có nghĩa là gì? Các vị luôn nuôi dưỡng thiện pháp trong tâm thức các vị, không cho nó vắng mặt. Và thiện pháp này nó biểu hiện ra trong ngữ nghiệp, tức là thân miệng ý tràn đầy thiện pháp. Đó là nền tảng căn bản để thực hành chánh niệm. Mình chưa nói chuyện đi vào chiều sâu sự tu tập, mình nói cái chuyện tu bình thường thôi. Thế nhưng mà các vị không đủ thiện pháp thì các vị không thể thực hành được pháp môn của Đức Thế Tôn dạy. Trong một thời thiền tọa của người ta ngồi rất ư là hạnh phúc. Mình thì vừa bắt chân ngồi thiền nó ngứa. Chuyện đó rất bình thường. Và rồi thưa các vị, xả thiền ra thì thấy đâu có gì đâu, đâu có kiến, đâu có gì đâu, không có mũi con nào hết. Thế mà vừa bắt chân ngồi thiền là bao nhiêu thứ nó phá rầy các vị. Đó là cái chuyện gần thôi, chuyện xa thôi. Thưa các vị, người ta ngồi người ta tu rất là an lạc, rất bình thường. Còn mình thì mới tu ba hơn thôi là thân thể mình nó kêu gào sùm hết, nó đòi nghỉ bệnh. Đi khám bác sĩ thì không có bệnh gì hết, về nhà tu 3 ngày thì bệnh. Và thưa, có những khóa tu thiền tập 10 ngày, có những người Phật tử người ta đi vô 5 ngày thôi chạy, chịu không nổi. Tôi đi qua Canada chuyến rồi, có một khóa tu đó, những người Phật tử họ chia sẻ rất là thật lòng. Mình mới nghe cái chuyện tu nó không phải dễ. Nói: thưa thầy, con học, con tu, con rất là ham tu, con nghe nói khóa thiền của truyền thống Goenka mở ra, con đi vô con dự. Không cần nấu ăn, không cần làm bất cứ mọi thứ gì hết, chỉ cần ngồi đó mà tu cho con thôi. Thế mà con ngồi 5 ngày con chạy thầy, vượt ngang không nổi, bỏ cuộc nửa chừng thôi, không đi vô nổi 10 ngày. Tôi cười cười, tôi hỏi chứ tại sao khó khăn vậy? Nó thưa thầy, tự nhiên trong lòng con nó thúc bách. Nó nói không được đâu, thôi bây giờ về thôi. Làm gì tối ngày không cho nói chuyện, tối ngày cứ đi rồi ngồi rồi đi, làm như đó ai chịu nổi. Thế là con vì sự thúc bách từ bên trong, tâm của con nó dạy con, nó biểu thôi về. Thế là con nghe lời nó con về thôi. Và thưa các vị người cái thiện pháp họ đầy thì nó không phải như thế. Tự nhiên là họ đặt đời sống họ vào Già Lam, hoặc là họ đặt đời sống họ vô những khóa tu. Họ tu rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Tâm của họ nó điều nhu, thuần khiết, dễ tập, dễ luyện, dễ điều phục vô cùng. Cho nên thưa đại chúng là mức độ cạn. Trong bất cứ truyền thống tu nào, bất cứ sự thực tập nào, thiện pháp vẫn là đứng đầu để thành tựu được tất cả những con đường tu tập của chúng ta. Rồi ngay như công trình làm đạo cũng thế thưa các vị. Có những công trình làm đạo, có các bậc thầy, dường như con đường của họ tu và làm đạo nó nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng, không có bị cái sự cố gì xảy ra, không có bị cái biến động gì cả, càng già càng an lạc, ổn định. Rồi có những con đường làm đạo thưa các vị, có khi nó trầy trật, nhiều khó khăn, nhiều gian nan vô cùng. Và vấn đề căn bản trong đạo Phật là vấn đề nhân quả, chúng ta đừng coi thường. Thiện pháp nó đi liền với nhân quả. Và mình nhìn các vị giáo chủ mình thấy vấn đề nhân quả này rất là rõ. Ví dụ như các vị thấy Đức Bổn Sư, thiện pháp Ngài đầy, gọi là bậc lưỡng túc tôn. Cho nên Ngài đến nhân gian, trên con đường làm đạo của Ngài dường như rất là hanh thông. Dù rằng có những chút trở ngại trục trặc, thế nhưng mà tăng đoàn lớn mạnh cho tới lúc Ngài nhập Niết Bàn, không có chuyện gì xảy ra làm thương tổn đời sống tăng già cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Đấng Đạo Sư của chúng ta đến nhân gian và rời hành tinh này ra đi, thanh bình, an ổn, như một bậc đạo sư nằm yên tĩnh giữa hai cây sa la song thọ nhập Niết Bàn. Rõ ràng là đến và đi nghiệp rất là thuần tịnh, rất lành. Thế nhưng mà các vị nhìn có nhiều vị giáo chủ thì các ngài đến nhân gian rồi các ngài ra đi, có khi cái ra đi nó không có lành thiện như Đức Thế Tôn. Gần nhất là vị thánh mà chúng ta tôn quý, là người mang đến cái niềm hòa bình rất lớn, giành lại độc lập cho xứ sở Ấn Độ, đó là Mahatma Gandhi. Ông ra đi, ông rời hành tinh bằng cái gì? Con đường rất dữ, dính dáng với, thứ nhất là dính dáng với đời sống chính trị, thứ hai cái nghiệp chưa thuần thiện, cho nên cái sự ra đi không phải là cái ra đi của một vị đạo sư, nó khác là như vậy. Đó là mình nói về cái chuyện là nghiệp thuần thiện nó làm nền tảng căn bản của sự tu, nên nhớ vậy, nền tảng căn bản cho tất cả công trình làm đạo. Và bằng con mắt bình thường thì chúng ta nhìn thế này, thế nọ, thế kia, ta đánh giá mọi thứ bằng ngôn ngữ chữ nghĩa đầy màu sắc của chúng ta. Nhưng mà nhìn bằng con mắt chánh kiến của Đức Thế Tôn, thưa các vị, mọi điều nó đều đặt trên cái nền của nhân quả, không có cái gì vượt thoát nhân quả hết. Hãy nhớ điều này cho kỹ, bằng không thì tai mình nó bị người ta dụ dẫn, lạc dẫn mình vào rất là nhiều con đường. Có một hôm tôi lên Tăng Nhà tôi đọc về cái trận chiến Trân Châu Cảng của Mỹ. Lâu lâu thú thật các vị là ngồi làm việc hoài nó cũng buồn ngủ, cho nên kiếm một cái chuyện gì hơi lạ để kích thích thần kinh mình không thôi. Ngồi dán mắt vô làm những cái CD dường như nó cũng hơi buồn ngủ. Và từ cái chuyện nọ nó đi đến một cái chuyện kia, rồi đi đến cái cuộc chiến Đệ Nhị Thế Chiến xảy ra, rồi đọc lò mò tới cái lời tuyên bố của Hitler. Và thưa các vị, cái lời tuyên bố của ông nó rất là nhân bản. Và Đâu ai ngờ rằng cái lời nói nó đầy nhân ái như vậy, muốn đem hòa bình và sỉ vả chửi mắng những quốc gia đế quốc, thế nhưng mà lại là một con người cực kỳ độc tài. Cho nên thưa các vị, nếu mình không tu tập giỏi, không an trú được trong chánh niệm là một, không lấy thiện pháp làm nền, không sợ nhân quả, thế thì mình đi lanh quanh cái mình bị người ta gạt nhiều nổi lắm. Và hôm qua thưa các vị, ở trên đọc quyển mình có nói chuyện cùng với quý thầy cô, mình nói là ngôn ngữ nó có sắc màu, và ngôn ngữ nó có khả năng kỳ lạ là nó cũng dẫn dắt ta vào con đường tu để có được trí tuệ giải thoát, nó cũng dẫn dắt ta vào cái con đường nổi chìm trong sinh tử, nó cũng dẫn dắt mọi người đi vào cái hố hầm của sự tranh chấp, thù hận, giết chóc nhau, rất là dễ chứ không có phải là chuyện khó khăn gì đâu. Và hành tinh này người ta đều lợi dụng một loại ngôn ngữ của những người doanh nhân, họ biết cách quảng cáo hàng của họ để mời các vị mua. Ngôn ngữ của những nhà chính trị, họ biết cách xô đẩy các vị vào con đường để thiêu thân. Rồi ngôn ngữ của người làm công tác tôn giáo thì họ làm gì? Nếu họ là những người tu tập đàng hoàng, nếm hương vị chánh pháp, có được cái phẩm chất giải thoát bên trong á, thì họ đẩy các vị vào cái con đường giải thoát, phát Bồ Đề Tâm. Còn nếu mà ngôn ngữ đó mà chưa sạch lậu hoặc, muốn đẩy các vị về cái hướng lợi dụng các vị thì cũng không khó lắm đâu. Tại sao? Năng lực mình còn rất yếu, thưa các vị, do vì mình không tu tập giỏi. Cho nên mình nghe bùi tai cái mình dễ dàng gật đầu lắm. Và chuyện này thì tôi đã làm rất thường, ai biểu tôi gì tôi gật đầu dễ lắm. Không nói chi các vị, bản thân tôi đã nhiều lần trách mình sao cứ lòng mềm như đậu hũ, thế nhưng mà rồi nó vẫn cứ thế à, họ không đổi thay gì được. Người ta nói ngọt ngọt cái mình nghe ồ phải, thôi gật đầu đi, thế là rồi. Đó là tự thân mình chứng nghiệm điều đó. Cho nên thưa cùng các vị là có ba điều chúng ta cần quan tâm. Điều thứ nhất là mọi việc tu tập đều đặt trên nền tảng của nhân quả tội phước. Thứ hai, con đường thành đạt được an lạc giải thoát nó phải được đặt trên cái nền tảng của thiện pháp thôi. Và thiện pháp này nó sinh khởi từ nói năng, từ suy nghĩ, từ việc làm của các vị. Ba nơi phát sinh thiện pháp này nó phải tuôn chảy, không chấm dứt, gọi là thiện pháp không diệt. Nếu mình chưa xây dựng được điều này thì không thể phát triển được đời sống tu. Đó là điều thứ nhất, chúng ta giải thích về nương công đức trí tuệ của Như Lai. Điều thứ hai, chúng ta đi sâu vào thực hành chánh niệm. Cái tầng này nó cho chúng ta một vài điều. Điều thứ nhất đó là xây nền chánh niệm trước. Điều thứ hai đó là thấu đạt nguồn gốc các pháp. Hai cái điều này dùng từ nó hơi lạ, thế nhưng mà cái phần đầu đó là cái phần chúng ta thực tập ở mức độ cạn bằng cái con đường hành trì và thực tập. Cái phần thứ hai này là đạt thẳng vào chánh niệm bằng cái tuệ giác, nhận biết của các vị. Nó có hai phần như vậy thôi, tức là một phần là tri, một phần là hành thôi. Chúng ta đi vào con đường bằng hành hoặc là bằng con đường liễu nhận, liễu tri. Thưa đại chúng, là cái từ chánh niệm chúng ta đã quen lâu rồi. Thông thường mức độ cạn giải thích là chánh niệm về một cái gì. Niệm luôn luôn có tự thân của niệm và đối tượng để niệm, phải không? Ví dụ như nói tôi nhớ mẹ tôi thì cái điều gì phát sinh? Mẹ tôi là đối tượng để tôi gắn cái sự nhớ thương của tôi đến với người gọi là tôi nhớ người đó. Thế thì chánh niệm đầu tiên nó cho chúng ta một cái cảm nghiệm, một cái nhận biết, đó là có cái đối tượng để mình gắn cái niệm của mình vào, gọi đó là chánh niệm. Tôi chánh niệm về cái lúc tôi uống nước, tôi chánh niệm về những bước chân tôi đi, tôi chánh niệm khi tôi làm việc, tôi chánh niệm khi tôi thở vào thở ra, gọi là chánh niệm. Hay giải thích, dễ hiểu hơn nữa là lúc nào anh cũng đem cái tâm lang thang của anh về an trú lại ngay nơi đây, để soi sáng từng cái động tác của thân hành anh. Đó là chánh niệm cạn, chánh niệm đối với thân. Tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi giở chân, tôi bước chân, tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt. Ở cái phần thô nhất, chánh niệm về thân đó là như thế. Tức là luôn luôn lúc nào anh cũng đem cái sự nhận biết quy chiếu về ngay nơi tự thân để soi sáng thân. Hay mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu nhất để các vị có thể hình dung là cái con đường thực tập cạn cái xây cái nền đó là thế này. Ta hình dung cái sự nhận biết của chúng ta nó bao trùm cả toàn thân ta vậy. Giống như cái vùng hào quang của Đức Thế Tôn bao phủ thân Ngài. Thay vì con mắt này mình nhìn ra, thì bây giờ con mắt mình không phải chỗ này nữa, mà con mắt mình là một con mắt rất lớn, nó bao trùm luôn cả thân này, để nó nhận biết được toàn thân của mình đang lay động. Toàn thân của mình là một khối vật chất, ban đầu nó là một khối vật chất không thể xuyên suốt được. Cái ánh sáng chánh niệm của các vị nó chỉ nhìn tới da, toàn bộ thân của các vị được soi sáng trong sự nhận biết của các vị. Đó là phần cạn chúng ta mới thực tập. Và khi chúng ta thực tập thuần rồi thì cái sự việc nó xảy ra là thế này. Toàn thân các vị nó là một khối pha lê trong suốt. Tại sao nó là khối pha lê trong suốt? Lúc bây giờ tất cả những cái tiếng thầm thì trong đây nó có sinh khởi thì nó đều bị cái năng lực chánh niệm, đều bị cái khối ánh sáng toàn vẹn bao trùm, gọi rõ từng chữ một, cho nên gọi nó là khối pha lê trong suốt. Rồi từng cái cảm thọ vui buồn của các vị mà nó bất thần nó sinh khởi, dù nó nhẹ nhẹ nó sinh khởi hoặc nó sinh khởi mạnh, nó lén lén nó đi ra, thì các vị cũng soi sáng nó như một khối pha lê. Giống như mình nhìn vào một khối thủy tinh này, có một cái gợn gì sinh ra mình thấy liền. Đó là cái cách xây dựng và thực tập cái chánh niệm căn bản, ta gọi đó là nền chánh niệm đi. Và cái điều này xin các vị đừng coi thường. Đây là một cách thực tập trong muôn vàn cách thực tập. Cách thực tập trong kinh điển Đức Thế Tôn dạy là khi thở vào biết anh đang thở vào, thở ra biết anh đang thở ra. Đó là đem cái sự nhận biết đặt vào hơi thở, để hơi thở nó đi vô trong tự thân, nó soi sáng từ bên trong, nó soi sáng ra. Không có cái cách gì để các vị làm cho tâm thức của các vị nó hồi chiếu lại, nó trở về trong thân của các vị, hay bằng cái cách đặt cái sự nhận biết vào hơi thở, để hơi thở nó đưa sự nhận biết đi vô cả. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, hoặc là cái cách các vị dùng ánh sáng chánh niệm bao trùm toàn thân soi sáng, hoặc các vị dùng cái sự nhận biết đặt nó vào hơi thở để mang sự nhận biết vào bên trong. Cái lợi ích đầu tiên nó sẽ phát sinh đó là nó làm cho đời sống các vị năng lượng không bị hao tổn. Mình hãy hình dung như thế này. Một buổi sáng mình vừa thức giấc, mình khởi trong tâm thức mình một ý niệm chán đời, buồn hay giận. Rồi có một buổi sáng mình vừa thức giấc, mình khởi trong tâm thức mình một ý niệm là ồ, may mắn làm sao tôi còn thức giấc, tôi còn sống đây, tôi cảm ơn vô cùng một ngày phía trước, tôi cảm ơn vô cùng mà tôi còn có được người thân bên cạnh, tôi còn sống đây là tôi cảm ơn đất trời rồi. Thì hai cái suy nghĩ đó, hai cái tâm thức đó, nó cùng tiêu tốn năng lượng đời sống ta như nhau, phải vậy không? Các vị nghĩ ác thì năng lượng tâm thức các vị nó cũng như xăng nó chảy, để nó đủ làm cho ý tưởng ác của các vị nối dài. Rồi các vị nghĩ thiện thì năng lượng đời sống của các vị nó cũng như một loại xăng, nó cũng chảy vào ngần đó để nó nuôi dưỡng cái ý niệm thiện kéo dài. Ý niệm ác thì nó làm gì đời sống ta? Nó làm trĩu nặng, u buồn, bất an, sầu tuổi, nó làm đời sống mình chìm xuống, mặt mình ủ ê. Ý niệm thiện thì nó làm cho đời sống mình mỗi một ngày tươi vui hưng phấn. Và thưa các vị, người ta thử nghiệm, người ta bảo rằng tự thân từng tế bào của anh nó có khả năng kỳ diệu vô cùng, là nó loại trừ được ung thư không phải khó. Thế nhưng mà con người kỳ lạ là họ bị ám ảnh về cái bệnh ung thư là một, tâm thức họ luôn rối tung lên là hai. Họ không có để cho cái sự thư giãn nó có mặt trong trái tim họ, để tự thân những tế bào của họ nó đề kháng được, nó loại trừ được, nó nuốt hết tất cả những tế bào ung thư. Do vậy cho nên 100 người bị bệnh ung thư, Mà cái số lượng người chết rất nhiều do vì họ không tự tin là một, không biết cách điều phục tâm thức họ để nó ổn định, nó quân bình là hai. Cho nên họ chết vì chính họ chứ không phải chết vì bệnh ung thư. Và trung bình một thân thể con người, thưa các vị, nó đều có cái mầm, đều có những cái tế bào ung thư nằm chờ trực sẵn. Thế nhưng mà do vì đời sống tâm thức của họ nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy cái niềm tin về đời sống, họ luôn làm cho tâm thức họ nó tràn đầy ý niệm tích cực, cho nên những tế bào ung thư kia nó không có điều kiện phát triển. Còn những người mà tế bào ung thư của thân họ nó phát triển là do vì đời sống họ bị nhận chìm trong cái lo âu, buồn tủi, bất an. Nhất là tâm thức của họ nó luôn quay cuồng, nó luôn rối tung lên. Cái việc này chưa xong nghĩ tới việc khác, đó là cách làm cho tâm thức rối tung. Và các vị để ý những cái máy điện toán trong nhà, các vị điều hành không có trình tự thì nó rối tung lên, nó hư luôn cả chương trình, hư luôn phần mềm của nó, có phải vậy không? Thưa các vị, hệ thần kinh não ta cũng thế. Và từ cái điều mình thưa đó để dẫn khởi lại, thưa các vị, là xây nền chánh niệm rất là quan trọng. Thứ nhất là các vị dùng năng lượng chánh niệm để các vị ổn định được đời sống các vị nâng cao sức khỏe các vị lên. Cùng tiêu tốn một loại năng lượng của đời người với nhau, nếu ta vụng về thì ta để cho năng lượng đời mình nó chảy về cái hướng tiêu cực, đưa họa hại đến ngay nơi tự thân, làm cho đời sống của chúng ta niềm vui không có được bao nhiêu mà nỗi buồn thì tràn ngập. Nếu ta đủ thông minh xây được cái nền chánh niệm thì thưa các vị, đời sống mình mỗi ngày mới được nâng lên cao. Hạnh phúc là cái điều gì? Tự trong trái tim anh xây dựng, chứ không phải là do cái điều kiện gì bên ngoài mang tới cả. Anh thông minh, anh khéo, anh sắp xếp thì đời sống anh tự nhiên có được hạnh phúc. Đó là cái nền tảng ban đầu ta xây dựng cái nền chánh niệm. Và mình thực tập được cái điều này, thưa các vị, thì cái nền tảng rất là vững chắc để từ đây mình phát triển được lên chiều cao. Cái chiều cao của xây nền chánh niệm là thấu đạt nguồn gốc các pháp. Thưa đại chúng, là cái thấu đạt này mình có thể chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất là dùng quán, thứ hai dùng chỉ, và thứ ba dùng thiền. Ba cái từ này các vị làm quen cái đó để rồi chúng ta còn có dịp đi sâu kinh văn. Quán là gì? Mức độ cạn nhất dễ hiểu, quán có nghĩa là mình nhìn, là mình dùng cái lý trí của mình, ngôn ngữ thầm thì của mình phân tích về nó, gọi là quán. Và cái điều này thì thưa đại chúng là chúng ta học được rất là nhiều trong kinh văn, rất là nhiều bài kinh dạy. Đức Thế Tôn dạy là thân này là hợp thể ngũ uẩn, nó gồm có 4 đại hình thành sắc chất, gọi là sắc. Phần bên trong gọi là cảm thọ. Đó mình nương kinh văn thì các vị thấy rất là dễ. Thế thì mức độ cạn của quán đó là các vị nhìn một vật, nhìn một con người, nhìn một cái hiện tượng tâm lý sinh khởi trong các vị. Các vị nhận biết nó, là các vị phân tích nó bằng ngôn ngữ thầm thì chúng ta gọi là quán. Chỉ là gì? Quán mệt quá, nói thầm thì hoài, nó hao năng lượng vô cùng, cho nên mình dừng lại, không thèm nói thầm thì gì nữa, làm cho tâm thức mình nó trống, nó lặng, nó yên, nó bình tĩnh, an hòa, tĩnh tại lại, gọi nó là chỉ. Thế thì đã có được hai cái trạng thái quán và chỉ rồi, bây giờ cái còn lại thiền có nghĩa là gì? Thưa các vị, thiền đó là sự dung hợp vừa có quán mà vừa có chỉ. Thế nhưng mà ở thiền thì cái tầng quán này nó không còn có cái ý nghĩa của cái sự thầm thì phân tích bằng tiếng tâm trong tâm thức các vị nữa, mà là cái sự tỉnh sáng nhận biết. Nhưng mà trong cái tỉnh sáng nhận biết nó vừa nhẹ nhàng, vừa an bình, tĩnh tại, cho nên nó có cái phần chỉ trong đó, ta gọi đó là thiền. Có những lúc mình chỉ, cái mình chỉ luôn à, tức là ngủ luôn à, tức là dừng tâm lại, nó lặng lẽ, nó yên bình, rồi cái mình chìm dần đi vào giấc ngủ hồi nào không hay. Thì trạng thái đó gọi là từ cái lặng nó đi đến cái vô ký, rồi nó đi vào hôn mê, vô ký, rồi hôn trầm, rồi chìm trong giấc ngủ hôn mê. Rồi cái trường hợp ngược lại đó là cái trạng thái của thiền có mặt, nghĩa là dừng lặng, tâm thức yên bình tĩnh tại, không có sao động lo lắng ưu tư và phân tích thầm thì gì cả. Thế nhưng mà nó luôn bừng sáng sự nhận biết. Thưa các vị, nếu các vị dừng lặng tâm thức mà không có cái sự nhận biết sáng tỏ thì dần dần các vị lạc vào vô ký, rồi hôn trầm, rồi ngủ luôn. Ba cái tiến trình đó nó sẽ tới thôi. Thế nhưng mà khi các vị an trú tâm ngay trạng thái chỉ, tức là tâm thức dừng lặng, yên bình, tĩnh tại, nhưng mà nó có cái ánh sáng nhận biết bừng sáng, sáng ngời, thì đang an trú trong trạng thái thiền. Và các vị cũng đừng nghe tôi nói cái trạng thái nhận biết sáng ngời rồi các vị hình dung ra là nó sáng như đèn hay là sáng như mặt trời soi về hư không, nó rất là bình thường thế này thôi. Các vị đang nhìn thấy là có trạng thái của sự tĩnh lặng, yên bình, chẳng biết, chứ không có nghĩa là mình tìm đâu cả. Cái trạng thái này nó theo với các vị từ sáng tới chiều, có điều mình quên, mình không nhận ra là mình có thể an trú trong cái trạng thái thiền tập cả một ngày. Mình cứ nghĩ cái chuyện thiền tập nó dành cho mấy thầy mấy cô chứ mình đâu có duyên phận. Thưa các vị, không phải như thế. Các vị đem tâm về lại ngay bây giờ, nói cái từ đó nó không chính xác đâu. Tại vì tâm nó vốn các vị đang sử dụng chứ không cần đem đi đâu cả. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là đừng để cho lòng các vị chạy lui chạy tới lục lọi quá khứ, lục lọi toan tính gì tương lai. Các vị nhận biết mọi thứ rõ ràng trước mắt các vị là các vị có thể sống thanh thản cả một đời người, không có bị ràng buộc gì cả. Và nếu ta còn nhớ là Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Ngài có một câu nói rất là hay. Câu nói này được gọi là tiếng gầm đầu tiên của một loài sư tử. Truyền thống thiền khi trải đến thời Tống, thời Minh về sau rất là khó để chúng ta thể nhập, thể nghiệm. Thế nhưng mà đầu nguồn của truyền thống thiền khi Lục Tổ Huệ Năng khơi mở con đường thiền Long Độ thì thưa các vị, lời của Ngài giản dị, trực tiếp và từ đời sống rất là thực của người chứng nghiệm, cho nên Ngài nói ra rất dễ để cho chúng ta đi vô. Khi Huệ Minh rượt theo tới núi Vũ Lĩnh, Tổ thấy là chạy không được nữa rồi, thôi ném cái y trên đá đó, anh có giỏi thì anh cứ lượm đi, ta không cần. Huệ Minh tới dở y không lên, cho nên nói là hành giả, tôi vì Pháp đến đây với tôi không phải theo đoạt y ông đâu, ông đừng có sợ, ông hãy ra đây đi. Nhưng mà thực tế thì đầu tiên cái tâm thức của người kia là rượt theo, giật lại chiếc y làm tổ, chứ không phải là vì Pháp gì cả. Thế rồi Lục Tổ nghe gọi vậy cho nên Ngài mới ra ngồi yên bình. Huệ Minh nói, xin Thầy dạy cho tôi biết làm thế nào để có thể thấu đạt được, thâm đạt được bản lai diện mục thực của tôi. Nếu các vị còn nhớ Pháp Bảo Đàn thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng Ngài dạy một câu ngắn thôi, tức là lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh. Khi tâm thức các vị nó không chạy ngược, chạy xuôi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà nó cũng không được lạc vào trạng thái vô ký. Trạng thái vô ký là gì? Nó hơi mờ mờ, ảo ảo, nó không có tỉnh táo hiện tiền chứ không có chi lạ. Và thường thường cái trạng thái vô ký nó tiếp diễn phía sau của trạng thái gì các vị biết không? Các vị để tâm thức của các vị nó chạy đi đâu đó, nó chạy về Việt Nam, rồi ví dụ như tôi nó chạy qua Canada, nó chạy lung tung, chạy quanh quanh một hơi cái nó mệt quá. Năng lượng của tâm nó không còn đủ dài nên để nó nối cho cái dòng chảy tư duy nó chạy thêm, cho nên nó mờ, đó là trạng thái vô ký, chứ chẳng có chi lạ. Và khi an trú tâm ngay cái sự nhận biết hiện tiền, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì ông hãy nói coi cái lúc đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. May mắn thay là Ngài Huệ Minh Ngài ngộ ra được chỗ này. Ngài nói Phật Pháp nó chỉ ngần đó thôi sao? Cái bí mật diệu kỳ của giáo lý Đạo Phật nó chỉ ngần đó thôi sao? Thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói, khi chưa nói thì nó còn là bí mật, bí mật nó còn ở trong ta. Thế nhưng mà cái điều ta truyền đạt được cho ông thể nghiệm rồi, thì bây giờ bí mật ở bên ông á. Ông hãy đi vào cái vùng trời không sinh không diệt, không nghĩ thiện không nghĩ ác ấy, ông khéo ngộ ra, khéo nhận ra cái tự thể Phật nơi chính ông, thì đó chính là cái bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh. Thế thôi. Và thưa các vị, cái tầng tu tập chúng ta ban đầu là an trú ngay một đối tượng, không để cho tâm chạy, đó là chánh niệm. Tầng thứ hai đó là thấu đạt được nguồn gốc các pháp. Các pháp bằng con đường quán chiếu, mọi pháp là duyên hợp, không có gì là tự ngã trong đó. Cái tầng thứ ba thâm sâu hơn là, thưa các vị, chúng ta an trú trong cái trạng thái của tâm tĩnh lặng, phản chiếu, tĩnh sáng, an tường. Nhận ra đây là tự thể Niết Bàn, đây là tâm Phật bất động của ta. Gọi đó là an trú ngay nơi tự tâm Phật, cũng gọi là an trú ngay nơi chánh niệm ở tầng sâu xa nhất. Và thưa các vị, cái từ chánh niệm hay cái từ bản lai diện mục hay cái từ Niết Bàn hay là cái từ chân như Phật tánh gì vân vân, nó có ngàn vạn cái tên để gọi, nhưng mà những cái tên ấy đều không quan trọng. Cái quan trọng là các vị quay vào bên trong thân tâm của các vị nhận ra và có niềm tin cái gì là Phật của ta. Thế thì thành công được con đường tu, và từ đó mở bung ra hết tất cả mọi cái điều trong kinh Di Ma Cật khơi mở. Mình chưa làm được điều này, nghe tin ngôn ngữ thì thưa các vị, mình không biết đường đâu mà đi vào cái cổng Niết Bàn của chính tự tâm mình. Các vị nhìn lại các vị thì các vị nhận ra điều này ngay à. Và có một bài thơ của Ngài Nam Nhạc Huệ Tư rất là hay để mình cung cấp cho các vị, để các vị có thể an trú được ngay nơi cái tự tâm bất động của các vị. Và cái con đường chánh niệm này, thưa đại chúng, là tại sao mình cứ nói quanh quanh, cái mình phải nói là chỗ này thôi, dường như mình không có rời được chỗ này. Nói bao nhiêu nói cũng cứ quay lại đây. Nam Nhạc Huệ Tư, ông có một bài thơ: thiên bất năng cái, địa bất tải. Trời nó không che được, đất nó không có chở được. Thông thường thì cửa nhà, con người vân vân, mọi thứ đều đội trời và đạp đất, phải không? Không có một loài sinh vật nào giữa nhân gian mà không đầu đội trời, chân đạp đất cả. Không có một cái cao ốc nào không cất trên mặt đất cả. Thế nhưng mà có một thứ nó không có đội trời mà nó không đạp đất. Câu thứ hai là vô khứ vô lai vô chướng ngại. Nó không đi, nó không đến, nó rỗng lặng mênh mông như không, không chướng ngại gì, không ai làm chướng ngại được nó, mà nó cũng không làm chướng ngại được ai. Câu thứ ba, vô trường vô đoạn vô thanh huỳnh. Tức là tự thân của cái này nó không phải dài, nó không phải ngắn, nó không có sắc màu gì cả. Bất tại trung gian cặp nội ngoại. Và cái anh chàng này nó cũng không ở trong anh mà nó không ở ngoài anh. Bất tại trung gian vô nội ngoại. Nó không ở bên trong thân, nó không ở ngoài thân, và tóm lại giữa thân và tâm nó cũng không ở trong ấy. Câu thứ ba, siêu quyền xuất chúng thái hư sinh. Tức là nó tuyệt vời màu nhiệm, nó vượt thoát mọi cái suy nghĩ bàn luận của con người, nó mênh mông rỗng lặng. Câu cuối cùng là chỉ vật truyền tâm nhân bất hội. Thiền sư ngày xưa không biết làm sao truyền được cái điều này cho anh, cho nên chỉ đông chỉ tây gọi là truyền tâm ấn, nhưng mà thực ra thì người ta khéo lắm mới có thể hội được. Và cái câu trong thiền ngữ gọi là muốn làm cho con rắn nó bò ra, làm gì? Làm gì? Đâu biết rắn đâu để cho nó bò ra, cho nên lấy gậy quơ cỏ vậy, rắn nghe động tĩnh nó bò ra. Đã thảo xà kinh. Và thưa các vị, ta không thấy gió, thế nhưng mà muốn biết có gió hay không, thường thường mình chỉ cái gì? Cây kìa, đang đung đưa là biết có gió. Và người ta muốn vẽ hình mặt trăng để cho thiên hạ biết đó là mặt trăng, họ làm cái gì? Họ điểm vài mảnh mây chứ. Bằng không thì thưa các vị, người ta đâu biết cái đó mặt trăng hay là cái đĩa, thấy nó tròn tròn thôi. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một bài học thế này. Thưa đại chúng, là tự thể tâm của các vị, cái mà các vị thọ dụng từng ngày trong ngôn ngữ kinh điển gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Niết Bàn, là vô sinh bất diệt, là trạng thái không đến, không đi, không khứ, không lai, là cái tự có của chính các vị. Thế mà làm cách nào chỉ cho các vị để các vị biết là Phật đang có trong các vị đây? Làm thế nào? Khó vô cùng, phải không? Chỉ vật truyền tâm nhân bất hội. Chỉ cái món đó để truyền tâm anh không dễ gì hiểu được. Thế nhưng mà khéo làm thế nào để cho anh biết rằng ngoài cái thân vật lý này, ngoài cái vui buồn này, ngoài cái suy nghĩ thầm thì này, nó có một cái khác nằm kề cạnh bên cạnh. Cái đó nó không rời cái vui buồn, mà nó không phải là vui buồn. Thế thì làm sao chỉ? Dùng ngàn vạn phương tiện để chỉ ra. Giống như tôi thì tôi hay dùng cái từ là cái biết vui buồn, cái biết suy nghĩ, cái biết thân này đang lay động, thế thôi. Và nói tới chừng này thưa, không còn cách nào để nói thêm được nữa cả. Tại vì không thể dùng các cách gì để diễn đạt được. Vẽ vài mảnh mây thôi để người ta biết đó là trăng thôi. Và thưa, chúng ta có thể dẫn ngàn vạn cái đoạn kỷ lục của nhà thiền để quy chiếu về một đoạn này, để làm bật sáng đoạn này thôi. Và các vị bật sáng được điều này thì các vị thể nghiệm ra con đường tu tập nó không phải khó. Và cái bài kể này chúng ta đi vô không phải khó. Ví dụ cái đoạn mà mình hay dẫn đó là đoạn công án của Đạt Ma Tổ Sư, Pháp An Tâm Vừa Khả đó. Sẽ có một lúc nào đó các vị lòng buồn rười rượi, hay là lòng nổi cồn cào, cái niệm giận, niệm tức, niệm bất an. Và buồn thay là lúc đó mình không có Tổ Đạt Ma bên cạnh. Chứ có thì mình nói xin Ngài dạy cho con cái pháp gì để con làm cho cái buồn của con hết. Thế thì bây giờ mình phải làm cái ông Đạt Ma này chính mình bằng cách là gì? Buồn ơi mi ở đâu vậy? Thử hỏi coi. Và khi các vị hỏi một câu buồn ơi mi ở đâu thì cái gì nó phát sinh trong các vị? Có một người hỏi và có một cái buồn đang là đối tượng để ta hỏi chứ, phải không? Thế thì rõ ràng là cái đối tượng ta vấn cái buồn, cái đó có buồn không? Không. Tôi hỏi buồn ơi, có nghĩa là buồn là một trạng thái cảm thọ, tôi là một cái dòng suy nghĩ đang thầm thì vấn nạn cái buồn đang ở đâu, nó hãy hiện hình ảnh lên cho tôi nhìn thử. Thế thì rõ ràng là tự thân của cái mệnh đề này nó cũng cho chúng ta nhận biết là có cái buồn và có cái tra vấn cái buồn, rồi lặn một tầng sâu hơn. Có cái buồn rồi có cái gì? Nhìn cái buồn. Một là mình quên thì mình đồng nhất mình vào cái buồn, đồng nhất mình vào cái giận, đồng nhất mình vào cái lo lắng bất an. Chợt nhớ thì ta nhìn thấy cái buồn, nhìn thấy cái giận, nhìn thấy cái lo lắng bất an. Và từ cái điều này nó mở ra cho chúng ta một điều nữa để có thể nhận diện được. Thế thì cái nhận diện được buồn, cái đó nó có buồn không? Chứ không, chắc như vậy đó. Thế cho nên khi mà Huệ Khả hỏi xin Tổ từ bi dạy cho con cái phương pháp để con an tâm, lòng con đang rối rắm, đang bất an. Tổ nói đem cái bất an ra đây cho ta. Huệ Khả sững sờ, quay lại nhìn để tìm coi cái bất an của mình như thế nào để trình cho Tổ. Tìm hoài không ra, nói giờ bạch Ngài con tìm hoài sao không thấy cái bất an ở chỗ nào cả, dường như nó trốn mất tiêu rồi. Tổ nói đấy, ta an tâm cho ông đấy. Ăn cái gì? Thưa có ăn gì đâu. Và Tổ có trao cái pháp môn gì không? Cũng không. Thế thì cái pháp môn để cho Ngài Huệ Khả an tâm là pháp môn gì? Nếu nói không có pháp môn thì không đúng ạ. Tại sao? Rõ ràng là lòng ông đang rối bời, chỉ cần một câu Tổ điểm vào trán thôi là ông đã hết cái rối rắm trong lòng rồi. Và rõ ràng là có pháp môn, nhưng mà pháp môn từ ai ban cho? Tổ không ban, Phật không ban, mà pháp môn nó do ai ban? Do chính ông thôi thưa các vị. Ông quay về ông nhận ra cái buồn là cái đang sinh diệt nổi chìm, ông là cái nhìn ra cái buồn. Tới đó đủ chưa? Chưa. Tuy là mình có cái cách để loại trừ buồn, thế nhưng mà chưa được ai ấn chứng rằng cái đó, cái cách nhận ra cái buồn, cái đó chính là bản lai diện mục, là tâm Phật không sinh. Cho nên mình chưa có tin. Đợi đến lúc Tổ ấn chứng, ta an tâm cho ông rồi đó. Câu nói đó nó có cái hàm nghĩa gì? Cái phương pháp đấy là 10 phương Như Lai đã tận dụng nó để thành đạt con đường Niết Bàn. Khéo an trú ngay nơi cái nhận biết thì ông có thể ngay bây giờ chứng nghiệm được thánh trí. Biết rõ là sinh đã tận, phạm hành đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nói như các vị A-la-hán nói là nói câu nói ấy. Tức là sau khi Huệ Khả trình là con tìm hoài không thấy sự bất an, Tổ ấn chứng liền ta đã an tâm cho ông. Cũng có nghĩa là cái con đường tu tập của ông đó là con đường chính pháp, con đường thành đạt Niết Bàn. Thế thì cái trạng thái an tâm các vị vốn có sẵn, tâm Phật bất động vốn các vị đang có sẵn. Cái phương pháp an tâm cũng từ nơi các vị, chứ không có Phật tổ nào truyền cho các vị cả, phải không? Mình muốn an hay không do mình mà thôi, chứ không có ai dạy cho các vị được cả. Và khi các vị mở được cánh cửa này, thưa đại chúng, ai làm thầy các vị? Tự các vị là thầy của chính các vị. Tại vì con đường, cánh cổng nó mở ra, ta có quyền sống một đời sống như thế nào để ta có thể điều phục được, ta có thể luyện đời mình trọn vẹn vào cái công trình làm cho an tâm, làm cho cái sự an ổn, chánh niệm của tâm mình nó luôn càng ngày càng lớn mạnh, trỗi dậy và sống miên viễn, gọi đó là người thành đạt con đường tu. Ai biết rõ mình bằng mình? Thưa không. Mỗi hình hài con người nó có một cái cấu tạo không bao giờ giống, mỗi tâm thức chúng ta nó đều có những cấu tạo không bao giờ giống. Cho nên thiền sư ngày xưa khơi mở được rồi, các vị ngộ được tự thể tâm Phật của các vị rồi, thì các vị là người tự lái cuộc đời các vị vào biển giải thoát. Thể ngộ được, mở được con mắt chánh kiến, tức là người xưa gọi là chứng nghiệm được tu đà hoàng, thì người đó đang nhập lưu. Nhập lưu là gì? Chỉ còn một con đường, anh lái cái con thuyền anh đi vào biển thôi, không có con đường khác. Chỉ một đường duy nhất là mình đi vào biển tuệ của Như Lai thôi. Thế thì thưa đại chúng, trụ nơi vô trụ thành tựu giải thoát, có nghĩa là trụ nơi cái chỗ nào? Ngay cái tự thể tâm không sinh không diệt của các vị, lúc các vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Hay mình dùng một cái từ khác là trụ nơi tâm Phật bất động của các vị mới thành tựu được con đường giải thoát, chứ không thể trụ trong những ý niệm sinh diệt mà thành tựu con đường niết bàn. An trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động, chỗ niệm thiện chưa sinh, niệm ác chưa có, một vùng trời phẳng lặng yên bình của sự nhận biết tĩnh tại hiện tiền, các vị an trú được cả một ngày một đêm 24 giờ thì thành đạt con đường niết bàn. Thế thôi. Và thưa đại chúng, là cái bài thơ này rất là hay, mình tạm dịch như thế này cống hiến cho các vị để các vị chép vô cho vui. Trời không che, đất không thể chở. Bài thơ chữ Hán hồi nãy mình đọc đó. Thiên bất năng cái, địa bất tải. Bây giờ mình chép. Trời không che, đất không thể chở. Không đến, không đi, không chướng ngại. Không dài, không ngắn, chẳng xanh vàng. Chẳng ngoài, chẳng trong, chẳng khoảng giữa. Nhiệm màu, siêu xuất cõi nhân gian. Chỉ vật truyền tâm, người chẳng hội. Đó là bài thơ của Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thưa các vị. Mình đọc lại. Trời không che, đất không thể chở. Không đến, không đi, không chướng ngại. Không dài, không ngắn, chẳng xanh vàng. Chẳng ngoài, chẳng trong, chẳng khoảng giữa. Nhiệm màu, siêu xuất cõi nhân gian. Chỉ vật truyền tâm, người chẳng hội. Đó là bài thơ của Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, rất là dễ thương, rất là hay. Và các vị học thuộc bài đó đủ vốn rồi đó, đủ vốn bữa đi học rồi. Trước khi đến đây để học buổi kinh Di Ma Cật, tôi nghe cái thông tin về bão lụt miền Trung, Quảng Nam rất là nhiều nơi. Và đọc một hơi sao tự nhiên gặp một cái cuốn sách của Bùi Giáng. Ta in, ta tập trung là những bài rất là đẹp. Mình nghĩ ồ, quê hương của nhà thơ này cũng tội nghiệp. Thế rồi mình lật ra mình đọc, nhầm hai câu thơ của Bùi Giáng rất là hay. Mình trích ra đây để cho các vị đọc cho vui. Hỏi tên rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu rất xa. Hai câu thôi. Hỏi tên biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu rất xa. Cái lớp học này đa phần các ông lớn tuổi không, đều là những người ít nhiều biết Bùi Giáng. Có một số các vị quê hương Quảng Nam nữa. Thế thì cái câu này nói cái chi và câu này nói cái chi? Bệnh viên ra, không lẽ rồi cúng dường không? Phải đòi lại. Tức là quý vị giải thích thế nào về hai câu thơ của Bùi Giáng? Hỏi tên rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu rất xa. Có một lần tứ tổ Đạo Tính đi Hoàng Quả, gặp một cái người trồng tùng, hỏi qua vài câu, biết rằng ông già này là người thể hội được đạo. Và khi ông già kia quỳ trước tổ xin Ngài làm lễ xuất gia cho con có khả năng kế thừa được sự nghiệp của Ngài không? Tứ tổ Đạo Tính đấy, tiếc thay ông già quá, chết chi mà ông trở lại, ta ráng đợi ông. Ông già trồng tùng kia người ta gọi cái từ là tài tùng đạo giả, tức là ông đạo trồng tùng thôi, chưa phải là người xuất gia, dường như cũng chưa có là người cư sĩ gì cả, thưa các vị. Và khi nghe ông già kia nói như thế thì tứ tổ nói nếu ông có thể trở lại kịp thì ta đợi ông. Thế rồi ông già kia ông trở lại thiệt. Và cái cuộc đời của ông cũng gây khốn đốn cho một người. Đó là ông đi dài trên bờ suối, gặp một cô gái đang giặt áo. Ông nói này cô, tôi có thể xin phép ở đậu nhà cô được không? Cô đó nói thưa ông, chuyện này ông về hỏi bố mẹ tôi, chứ tôi không dám quyết định. Nói không, trước tiên tôi hỏi cô trước, cô bằng lòng thì tôi sẽ hỏi bố mẹ cô sao. Cô nói riêng tôi thì được. Thế là ông đi vô gọt đá rồi cái ông tịch, nín thở chết, phải rùa. Thiền sư chết không có cái gì khó khăn thưa các vị. Nín thở, làm thở là chết chứ không có gì khó khăn hết. Và tội nghiệp cho cô gái kia, không có chồng mà tự nhiên rồi có mang. Thế là cái luân lý xã hội của Trung Quốc họ đâu có chấp nhận như thế. Cuối cùng thì đuổi cô, không cho ở nhà. Và cô lang thang, cô đi xin ăn và nuôi đứa bé. Và tới chừng sinh cái cậu nhỏ ra thì cái điều đầu tiên là cô rất là giận. Cái của nợ này tự nhiên ở đâu nhào vô bụng tôi. Cô đem cô liễn xong á. Cái điều lạ lùng là liễn anh chàng đó xuống thì ảnh ngồi xếp bằng ở trên bàn nước, anh chả anh cười sò chứ không có chìm, không có chết chóc gì cả. Cái cô nói ồ hóa ra anh này không phải thứ thường nay, thôi vớt lên nuôi tiếp. Thưa các vị, thế là hai mẹ con dẫn nhau đi xin ăn thôi. Cho tới lúc ông được 8 tuổi, 9 tuổi gì đó, một hôm, tình cờ gặp tứ tổ đang trên đường du hóa. Tứ tổ hỏi, mi họ gì? Cái thằng bé kia nó nói, tôi có họ nhưng mà đố không biết. Và thưa, hồi sáng này mình đọc cái câu này, cái mình chợt nhớ nó liên hệ như vậy. Rồi tứ tổ nói, mi không có họ, thế thì quê mi ở đâu? Nói, quê tôi thăm thẳm xa, ông không biết luôn. Cái ngài gạn lại câu nói, nếu thực tình mi không có họ thì mi hãy nói cho ta biết. Chú bé cười khì nói, tôi có họ nhưng họ Phật. Ông biết rồi, anh chàng tái lai đợi mình đây. Thế cho nên hỏi thăm mẹ anh ở đâu tôi tìm tới, thì hóa ra bà là người hành khất lang thang. Tới xin bà nói đây là chú bé tái lai, tôi muốn mang về để nuôi dưỡng. Rồi mang ngài về. Và do vì cuộc đời ngài đã cam chịu rất là nhiều khó khăn, mẹ ngài cũng thế, cho nên đặt cái tên là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn tức là cái sự chịu đựng nó lớn lao vô cùng, rộng vô cùng, mênh mông vô cùng, cho nên được gọi là Hoằng Nhẫn. Thế thì họ của anh là họ Phật, quê anh thăm thẳm xa. Và trở lại câu này giải thích chứ mình nói một vòng nó trở lại thôi thì quên luôn rồi sao. Hỏi tên rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu rất xa. Biển xanh dâu là gì thưa các vị? Biển quá cồn dâu. Tên tôi là vô thường. Tôi có mặt giữa nhân gian này đến rồi đi như mộng mị. Tên tôi là như thế. Hỏi quê tôi mộng ban đầu xa xôi lắm, từ đầu nguồn chân như lạc lõng có mặt giữa nhân gian. Cho nên rằng mộng ban đầu rất xa. Và dường như còn có 5 phút nữa là 3:45 đó. Cô Kim Chi có điều gì thông báo cho thính chúng hoặc cái nhóm mắt thương? Mình tặng cho các vị 5 phút đó. Sớm đó. Nam mô Thích Phật. Kính bạch thượng tọa Hành Sư, kính bạch chư tôn, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa thầy, lời nói đầu tiên của đạo tràng Mắt Sư Nhiệt Lời. Kính chúng con là chào mừng thầy đã trở lại từ chuyến giảng pháp Canada. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại. Và trước khi học tiếp phần còn lại, tôi nghĩ chắc các vị thuộc lòng bài này rồi ha. Thuộc hai câu Bùi Giáng cũng được, cũng đủ vốn rồi. Thưa, tôi đọc tiếp đoạn này. Chúng ta đang đi vào phần B. Bấy giờ trong nhà ông Di Ma Cật có một thiên nữ, thấy các vị trời người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa trời lên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất: tại sao mà phủi hoa? Ngài Xá Lợi Phất nói: hoa này không như pháp nên phủi. Thiên nữ nói: chớ bảo hoa này là không như pháp, vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát, hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ, thời phi nhân mới thừa cơ hại đặng như thế. Các vị đại đệ tử vì sợ sinh tử nên sắc thinh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sợ thì tất cả năm món dục không làm chi đặng, do tập khí kiết sử chưa dứt nên qua mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi, qua không mắc được. Đó là đoạn đầu ở đây. Thưa các vị, là đọc vô phần này ta thấy là các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn bị cái kinh Di Ma này hạ bệ hết. Các vị thừa biết Xá Lợi Phất là một vị tôn túc trưởng lão, được gọi là tướng quân chánh pháp của Đức Như Lai, là một vị trí tuệ bậc nhất. Ấy thế mà hành xử đối đáp không có thông, để đến nỗi là bị cái cô thiên nữ này bắt bí mấy lần, tức là 2 lần sau nữa cũng bị bắt bí luôn. Và mình đọc tiếp luôn rồi các vị nghe, là chúng ta sẽ chia sẻ cái nội dung của đoạn này. Ngài Xá Lợi Phất nói: thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu? Đáp: tôi ở nhà này như Ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu ư? Đáp: Ngài giải thoát cũng đã lâu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói: tại sao bậc kỳ cựu đại trí lại nín lặng? Xá Lợi Phất đáp: giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói: ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát, vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên, Ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói giải thoát, vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Đó là đoạn thứ hai. Hồi thưa mình đi vào hai đoạn này trước cái đã. Đầu tiên các vị nhớ là vào phần đầu của kinh này thì nhà ông Di Ma Cật chỉ duy nhất có một cái giường ông để nằm bệnh thôi. Không có thị giả, không có vật dụng, không có bàn ghế gì cả. Lần đầu tiên thì Ngài Xá La Phất, Ngài khởi tâm là các vị thinh văn già cả đứng lâu thế này không có chỗ ngồi làm sao không? Có phải không? Có một phẩm đó. Thế thì Ngài Di Ma Cật, Ngài mới mượn tòa về ngồi. Dĩ nhiên là trong cái phần kinh văn mà chúng ta đi ngang qua thì không hề thấy một vị thi giả nào trong đây cả. Tự nhiên cái lúc này ở đâu trong hư không là hiện ra một vị thiên nữ. Đó là cái điều đầu tiên các vị lưu ý. Và thưa các vị là cái điều dễ hiểu đó là vị thiên nữ này bình thường ẩn thân trong không gian vô hình, cho nên các vị thinh văn đệ tử và các bậc A-la-hán cũng không thấy. Thế nhưng mà lúc cần là do vì cô thấy các vị trời, các vị thần, các vị thinh văn, các vị Bồ Tát đến nghe Pháp và lòng đang say sưa hâm mộ những điều mà Ngài Di Ma Cật giảng trạch. Lòng đầy hoan hỷ cho nên cô hiện ra, cô tán qua cúng dường, tức là rải qua cúng dường. Và cái điều vui ở đây là hoa trời rơi tản mạn, không dính ai hết, mà dính vào người các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Và trong ấy thì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho một bậc trí tuệ bậc nhất, dính áo Ngài. Và dĩ nhiên hoa rớt mà nó dính áo thì coi cũng chướng, cho nên ông đưa ta ông phủi, mà càng phủi thì càng dính. Dùng hết thần lực phủi qua không rớt. Đó là đoạn này ghi như thế. Rồi cô thiên nữ thấy cái điều đó mới phản vấn, nó là tại sao Ngài phủi qua? Ông nói là qua này nó phi pháp, cúng dường ta, nó dính trên áo ta là món phi pháp, cho nên ta phủi. Và cái đoạn cô thiên nữ này biện giải rất là hay, đó là tự thân của bông hoa không hề có cái gọi là phi pháp hay là hợp pháp gì cả. Mà phi pháp hay là hợp pháp là do chính tâm thức của ông sinh khởi sự phân biệt thôi. Mình chưa cần đi sâu vào đoạn này. Các vị nhớ là một đoạn phướng động và gió động đó, trong Pháp Bảo Đàn Kinh nó rất là hay. Sau 15 năm ẩn cư, một hôm tổ đi về chùa của Ngài Ấn Tông Pháp Sư. Và tổ nghĩ rằng mình cứ ẩn cư trong đám thợ săn hoài thì không thể làm cho Phật Pháp được sáng. Cho nên Ngài đến một cái chùa, đến đó thì hai ông thầy trẻ treo phướng trước chùa, rồi cũng lý sự Phật Pháp. Một ông thì nói phướng động, ông thì nói phướng tự thân nó đâu có động. Nếu ông để dưới đất thì phướng nó nằm yên đó chứ nó đâu có lai động gì đâu. Cho nên gió động chứ không phải phướng động. Một ông nói gió làm sao động được, gió đi ngoài không gian, lúc nào chẳng có gió mà có động đâu. Thế thì phướng nó động chứ không phải gió động. Bản chất của gió nó đi qua không gian vô hình này, ông nào có thấy nó gì đâu, mình biết động hay không động, cho nên động là phướng. Và hai ông cứ tranh cãi nhau, và ông nào nói cũng có lý luận hay cả. Và Lục Tổ nhà ta lúc bấy giờ mới xuất đầu lộ diện, mới nói một câu thôi mà trở thành Lục Tổ, thưa các vị. Nói câu gì? Không phải gió động, không phải phướng động, mà do tâm của hai ông động. Cái chuyện nó động hay không động, chuyện của nó dính gì mình đâu, phải không? Và do mình sinh khởi tâm thôi. Và câu này khi lọt vào tai của Ấn Tông Pháp Sư thì Ngài mới mời vô. Ngài nói tôi nghe nói là y bác của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã về phương Nam, có phải là cư sĩ là người kế thừa được dòng chảy của truyền thống thiền Đông Sơn Pháp Môn không? Lục Tổ nói dạ thưa phải. Dạ thưa phải đó là tôi nói. Cái Lục Tổ nói dạ thưa không dám. Thưa các vị, trong văn học Trung Hoa thì họ dùng cái từ là dạ thưa không dám, có nghĩa là đúng rồi nhưng mà tôi chưa có đủ cái năng lực và tôi cũng rất là khiêm tốn, cho nên tôi nói cái câu đó thôi. Nhưng mà nói cho chính xác là thưa Ngài chính là tôi thì nó dễ hiểu nhất. Mình thật thà, có sao nói vậy cho nó dễ hiểu, không cần phải làm màu mè làm chi. Và thế là Ngài Ấn Tông, Ngài mới mời vô. Và thưa các vị, mình học từ bài học điều này rất là hay. Mời vô rồi xin cho tôi coi thử pháp y. Và khi coi pháp y xong rồi, Ngài mới nói là ba đời tập phương chư Như Lai, ngộ đạo rồi muốn làm đạo thì phải điều khoác ca sa, có được hình hài tăng tướng mới làm đạo được. Cho nên Ngài cũng không thể ngoài thông lệ đó. Chúng tôi xin tổ chức đàn tràng giới pháp mời 10 vị luật sư về truyền tỳ kheo giới cho Lục Tổ Huệ Năng. Rõ ràng là kế thừa mạng mạch Như Lai tu tập, thưa các vị, ngộ được chánh pháp, siêu xuất tử sinh. Rõ ràng là ngộ thể tánh thì không cần cái hình tướng gì cả, thế nhưng mà muốn làm đạo hoằng dương giáo pháp Như Lai thì tăng tướng đường đường, hợp pháp đàng hoàng, tức là phải thọ trì 250 giới, thanh tịnh nghiêm tu và quỳ trước các vị giới sư thọ giới à. Trên cái lĩnh vực ngộ đạo chứng thánh thì Ngài là bậc thầy của Ấn Tông Pháp Sư, nhưng mà về lĩnh vực giới pháp theo pháp chế Như Lai thì Ngài là đệ tử của Ấn Tông Pháp Sư. Tại vì Ấn Tông Pháp Sư cạo tóc thế độ cho ông, truyền giới cho ông, cho nên mỗi phần nó có khác nhau là như thế. Và nói điều này để chúng ta dùng con mắt chánh pháp chúng ta nhìn, thưa các vị, có những người họ tự nói họ là người truyền bá chánh pháp của Như Lai, thế mà họ không phải là người mang phẩm phục hay là mang ca sa của Đức Thế Tôn, thế thì coi chừng các vị bị lừa gạt. Không thôi thì mình cứ nghe ai nói ngọt ngọt, nói đạo lý nghe trôi chảy, mình tưởng đó là người truyền đạt giáo pháp Đức Thế Tôn, nhưng mà không phải. Nó có hai phần, tánh và tướng nó phải đi đôi. Tướng là gì? Hình thức của một vị sa môn đầu tròn áo vuông, thọ trì 250 giới, giữ gìn phạm hạnh đoan trang, đó là biểu tướng của tăng già. Tánh là gì? Thưa các vị, người nếu chưa thấu đạt được nguồn giáo pháp sâu xa, giảng dạy được Tam Tạng Thánh Điển thì phải là người thể nghiệm được tự tâm, mở được con đường tu tập, đó là phần tánh. Hai phần này nó không có rời nhau. Đó là chúng ta nương vào cái chuyện tự nhân giả sinh tâm phân biệt, cho nên bông hoa nó mới dính áo Ngài thôi, chứ bản chất của hoa thì nó vốn là không có gì phi pháp trong đó cả. Mà giải thích liên hệ đến cái đoạn của Lục Tổ Huệ Năng, tất nhiên chúng ta đi vô cái phần này chia sẻ để cho các vị nắm cho nó dễ. Tức là chúng ta đang đi vô cái phần B của vấn đề. Phần B tức là phần của các vị thinh văn Quán Chúng Sinh. Chúng ta đã học được cái phần Bồ Tát, phần A rồi, giờ tới phần này, phần các vị thính văn. Mình chia ra làm 4-5 phần để đi vô. Phần thứ nhất là vạn pháp vốn nhất như. Phần thứ hai, chúng ta nói đến giải thoát và biện tài. Phần thứ ba, chúng ta sẽ bàn đến ứng thân giáo hóa và độ sinh. Ở phần thứ tư, chúng ta nói quá thân của Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên là còn phần thứ năm, đó là phần phi khứ phi lai, hay là chứng vô sở đắc. Nhưng mà chúng ta đi chậm chậm vô những phần thế này. Thưa các vị, là từ cái đoạn mình đọc cho tới cuối cái chương thứ 7 này, nó nằm ở trong những cái phần mà chúng ta sẽ chia sẻ đây. Một là vạn pháp nhất như, hai là giải thoát và biện tài, ba là ứng thân giáo hóa độ sinh, bốn là hóa thân của Đức Thế Tôn, và phần cuối cùng đó là chứng vô sở đắc. Và có một kết luận để tổng kết cái chương này. Thế nhưng mà đi vô cái phần vạn pháp nhất như này, mình chia nó ra làm 3 vấn đề để chia sẻ cùng các vị A, B và C. Cái phần đầu là tất cả những cái cảm tính của con người, hay là những cái cảm nghiệm, cảm thọ cũng được, cảm nghiệm, hay là tất cả những cái giá trị do con người, do xã hội đặt ra, nó đều không có một cái tiêu chuẩn nhất định. Phải ư? Có khi thời này thấy nó phải, sau đây 20 năm nó sai, nó không phải nữa. Và giá trị này nó luôn biến dịch, luôn thay đổi, tự thân của nó không có gì chắc cứng giữa nhân gian cả. Cái đẹp cũng thế, cái xấu cũng thế, cái giá trị đạo đức xã hội cũng thế, thưa các vị. Bản chất của nó bồng bềnh nổi trôi, chưa bao giờ có một cái định chuẩn nhất định muôn đời. Nếu có một cái định chuẩn nhất định muôn đời bền bỉ nhất, đó là cái định chuẩn về nhân quả nghiệp báo, định chuẩn về thiện ác, cái đó được gọi là định chuẩn tương đối căn bản. Còn tất cả những cái định chuẩn do con người đặt ra như đạo đức, như phải quấy của xã hội, vân vân, cái đó nó đều xê dịch, nó không có một cái tiêu chuẩn nhất định. Trong khi tự thân nó sở dĩ mà nó bồng bềnh, nó không có nhất định, nó luôn di chuyển mục tiêu như thế, nó đổi bên này đổi bên kia như thế là do vì bản chất của nó vốn là không cố định. Thế thì cái hiện tượng nó có thể thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mà vì bản chất nó không cố định cho nên ta gọi bản chất tự thân nó vốn là không, vốn là rỗng, vốn không có giá trị gì thật. Cho nên bản chất nó vốn là nhất như nhau, bình đẳng như nhau. Không biết có đủ dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này có thể dễ hiểu một chút nè. Ví dụ như cùng là vàng làm ra mọi thứ, này là nhẫn nè, này bông tai nè, này là vòng xuyến nè, này là mọi thứ gia dụng trong đời sống gia đình của các vị. Có khi cái món đó ở Việt Nam nó rất là mắc tiền, thế nhưng mà đem qua Mỹ thì nó không còn giá trị gì nữa cả. Tại vì có những vùng thì người ta chuộng cái sự tinh xảo, có những vùng thì người ta chọn những loại hàng công nghiệp chứ không có tinh xảo. Tôi có đọc một cái thông tin cách nay lâu rồi, tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là cái giá trị của mọi thứ làm ra từ vàng nó tùy cách nhìn của chúng ta, chứ không nhất thiết là cái thứ nào nó cũng quý trọng như nhau cả. Sau 75 á, khi tiếp thu thành phố Huế và có dịp người ta đào lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, thì cái điều họ thu lượm được đó là tất cả những cái nữ trang của các bà hoàng và phi rất là nhiều. Thế nhưng mà trong buổi giao thời người ta chưa biết gì về giá trị nghệ thuật cả, cho nên họ xác định không biết phải cái này là vàng không, vàng thì phải nhập kho, phải được một cơ sở kim ngạch quản lý. Thế thì họ nấu toàn bộ những cái thứ nữ trang đó lại và tính giá của nó bằng lượng thôi, bằng chỉ thôi, chứ không phải là hiện vật nữa. Và có một bài viết đã viết về cái nỗi đau lòng vậy. Trong khi đó thì thưa các vị, khi nó trở thành một khối vàng dù đó là 2 kg, nhưng mà giá trị nó sẽ không bằng một cái vòng xuyến của bà hoàng phi ngày xưa đeo. Tại sao? Tại vì cái giá trị nữ trang nó lớn vô cùng, bao nhiêu nghệ nhân nó đầu tư công sức rất là tinh xảo. Ngoài cái đẹp của nó còn có giá trị gì trong đó? Giá trị lịch sử đi vô. 200 năm trước những nghệ nhân Việt Nam ở cố đô, ở đất Thần Kinh đã đầu tư công sức như thế, làm nên những tác phẩm như thế, có thể sánh được cái sự đẹp đẽ tinh xảo này với bất cứ triều đại nào bên Trung Quốc vào thở Tống, Đường, vân vân. Thế thì cái giá trị của một cái vòng xuyến này nó giá trị bằng mấy kg vàng chứ có phải là ít đâu. Thế nhưng mà với con mắt nhìn của người ta vào thổi đó thì chắc chỉ chi, cái này quan trọng là nấu nó lại rồi cân nó được bao nhiêu cái giá trị chứ, phải không? Thế thì từ cái ví dụ đó, tuy nó hơi đau lòng cho chúng ta một tí, nhưng mà dùng cái đó để quay trở lại chuyện này, chứ không phải mình đi vào xã hội làm chi thưa các vị. Chuyện phải quấy của nhân gian mình biết mệt lắm. Trở lại cái điều chúng ta muốn nói, thưa các vị, nhìn trên mặt hiện tướng á, thì với con mắt chúng ta đánh giá cái này là cực quý. Làm như thế thì không có trí tuệ. Với con mắt của người đương thời vào lúc đó, người ta có cái trí tuệ, có cái não trạng khác với ta, cho nên họ đánh giá cá mè một lưới như nhau. Vòng xuyến gì, cân nặng là ăn tiền, chứ không có cái chuyện mà đẹp hay không đẹp. Thế thì tự thân của món vật đó giá trị hay là nó đồng đẳng nhất như nhau? Thưa các vị, giá trị đó nó tùy theo quan niệm đời sống, văn hóa của từng người, phải không? Có khi đưa nó vào một cái vùng mà dân chúng người ta chưa hề biết trang sức là cái loại gì cả, thế thì đem mà đổi họ một con cá họ không buồn đổi, cái thứ đó ăn được đâu mà đổi. Rõ ràng là bản chất của mọi thứ trong nhân gian nó đều không có giá trị nhất định, tự bản chất nó là không, phải vậy không? Đó là mình nói chuyện vật lý bên ngoài, những cái thứ hiện vật cân đông nó đếm được. Rồi đi vào cái tầng sau nữa, thưa đại chúng, là cái tầng thứ hai chúng ta muốn bàn, đó là những cái nhân duyên hình thành tất cả pháp. Tự tánh nó vốn là không, bản chất của nó không có cái gì cố định cả, cho nên nó mới hình thành được vạn pháp. Do bản chất của nó là không cho nên nó đồng đẳng nhất như. Ví dụ thế này, ví dụ như mình nói cái này nặng, cái này nhẹ, cái này ngắn, cái này dài, là do vì cái gì? do vì nó có hình tướng cân đông thôi đếm được, có phải vậy không? Còn nếu nó là cái không có hình tướng thì các vị không thể cân đông đo đếm được. Cho nên khi có nhân duyên hiện hiệp lại để nó hình thành cái này cái kia thì bản chất của nó, ngay cái bước cạn nhất thăm dò đó, bản chất nó không. Cho nên ta mới làm được mọi thứ. Bản chất của đất nó vốn không cố thủ cái hình tướng cứng của nó, cho nên trộn nước nhiều ta nắng thành cái chén. Và nó cũng không cố thủ hình tướng cái chén, cho nên bỏ vào lò nung nó thành đồ sành đồ gớm vân vân. Bản chất của nước nó vốn là không tự tánh, không cố thủ tự tánh, không chấp thủ về nó, phải như thế. Cho nên khi người ta bỏ nó vào nơi có cái độ lạnh dưới không độ, nó rắn lại. Rồi người ta nấu nó nóng lên thì nó bốc thành hơi. Thế thì đất nước lửa gió là những hiện tượng bên ngoài, bản chất của nó vốn là không có tự tánh, không có cố thủ cái gì là riêng của nó cả. Cho nên tánh nó vốn là không. Thế thì cái không của cái nước, bản chất không của nước, bản chất không của lửa, bản chất không của gió, nó đồng đẳng như nhau chứ không có gì hơn cái nào cả. Có phải vậy không? Không có nước hơn đất, lửa hơn gió gì cả. Nhân duyên hội tụ thì nó hình thành cái này, hình thành cái nọ, hình thành cái kia, chứ tự thân nó không hề tuyên bố giá trị của nó là tao giỏi hơn mi, tao cao hơn mi gì cả. Và từ cái điều đó, từ cái ví dụ đó là các vị nhìn ra tất cả vạn pháp. Thưa các vị, bản thân của mọi pháp trên nhân gian này nó không hề có cái tiêu chuẩn gì gọi là cao quý nhất định cả. Một củ khoai ngon hơn một bữa cơm thiện ngự của nhà vua ư? Một lon coca nó quý hơn một cái nắp chai đựng nước quý hơn ư? Ngoài vùng biển lúc chúng ta đi thiếu nước, thưa các vị, một chút nước dày nó quý bằng một lượng vàng. Thế nhưng mà vào tới đất liền rồi thì uống nước nửa chai bỏ chứ không buồn bận tâm tới. Rõ ràng là lúc nó quý và lúc nó không quý, bản chất của nó không hề có giá trị nhất định. Thế cho nên vạn pháp vốn nhất như, vốn bình đẳng như nhau, nhưng mà do nhu cầu đời sống của ta khác nhau, do quan niệm của ta khác nhau, do nền văn hóa từng vùng khác nhau, cho nên quan niệm về những cái giá trị cuộc sống đời thường, từ giá trị cạn của vật lý cho đến giá trị bên trong của tâm thức, cảm thọ vui buồn, đều chung một cái cách thế như vậy. Cho nên vạn pháp từ chân như, tức là từ nguyên bản của nó vốn đồng đẳng nhất như, không có chuyện hơn kém cao sang quyền quý hay là gì gì cả. Đó là phần thứ hai, cái tầng này sâu hơn. Không biết có đủ dễ hiểu chưa? Tầng thứ ba, thưa các vị, mình thành đạt với con đường tu tập, chứng nghiệm được thánh trí, thì các vị sẽ nhận ra một điều là cái cọng cỏ nó cũng quý như thân vàng rồng của Đức Như Lai. Cái điều này đạt đến tầng sâu sự tu thì ta thành đạt được điều này thôi. Một sinh mạng bé nhỏ như con kiến nó cũng quan trọng như sinh mạng của một Đức Thế Tôn. Lúc đó là lúc mình thể nhập được tự thể tâm của chính mình, an trú trong trạng thái niết bàn, thì các vị thấy vạn pháp bình đẳng nhất như, đáng trân quý như nhau, không hề có cọng cỏ là hèn, không hề có một con người được gọi là bậc thánh nhân là đáng tôn vinh. Ta tôn vinh mọi thứ. Đó là đạt đến cái chiều thâm sâu nhất. Đó là mình giải thích vạn pháp vốn nhất như là như vậy. Và Bồ Tát do vì an trụ trong tâm thể vô phân biệt, thế cho nên đi trên cuộc đời này không có buồn vui gì dính cả. Huống nữa là những cái phù hoa của nhân thế như bông hoa hay là lời khen tặng vân vân. Cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái nội hàm dễ hiểu là thế này. Mình ứng dụng nó trong mức độ đời thường để tu tập thôi. Đời sống chúng ta không ai tránh được cái chuyện khen và chê, tôn vinh và dày đạp. Chuyện thường nó là vậy. Không có một con người nào trên nhân gian này mà không vướng phải hai điều này. Và có khi hai điều này nó cùng có mặt. khen bao nhiêu thì cũng sẽ có ngần ấy người chê bấy nhiêu. Đó là như vậy. Và các vị là những người đang sống giữa hai bờ sinh tử. Các vị là những người đang sống trên con thuyền luôn lắc lư thôi. Hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là thương, hoặc là ghét. Đó là chuyện bình thường. Ngay trong đời sống gia đình với nhau, các vị với người thân các vị thử hỏi lòng mình coi là mình thương người ta hồi mới rước về cho tới bây giờ vẫn cân đúng cái chỉ số là 100% ư? Chắc không đâu. Nó lên xuống bất thường, có khi nó xuống tới con số 0 đó. Rồi nó từ từ nó lên lại. Và có khi cái mực độ xê dịch di chuyển của nó còn nhanh hơn một cái chớp mắt của ta. Thương đó rồi ghét đó, giận đó rồi làm hòa đó, thưa rất là dễ dàng. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học là đi trên con đường tu tập. Thưa các vị, cái mức độ cạn nhất đời sống chúng ta thực tập đó là làm thế nào đừng để cho bông hoa dính vào người. Tức là gì? Lời khen, tiếng chê, vân vân. Không phải mình hững hờ, không phải mình không tiếp nhận. Thế nhưng mà mình nên biết một điều là mọi cái nó đều tương đối cả. Đến rồi đi, sinh rồi diệt, thương rồi chê. Và cái con đường tu tập đó là ngự trên, tức là cởi trên những lượng sóng thành bại, dở hay, vui buồn, giận ghét của đời người, lái con thuyền về đến biển Niết Bàn. Đó là người thông minh tu tập. Bằng không thì cuộc đời mình xô dạt bên này, xô dạt bên kia, bị khen, bị chê, bị tân bốc rồi bị dập dùi. Chuyện này đó là chuyện rất là thường trong cuộc sống nhân gian. Đó là cái bài học mà ta ứng dụng vào ngay trong đời sống chúng ta để tu tập. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là giải thoát và biện tài. Các vị mà nghe cái đoạn này, các vị thấy cô thiên nữ này rất là lý sự, phải không? Đầu tiên là lên lớp Ngài Xá Lợi Phất chớ bảo hoa này là không như Pháp. Vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật Pháp có phân biệt là không như Pháp, nếu không phân biệt là như Pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát qua có dính đâu, vì đã đoạn hết những tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ, thời phi nhân mới thừa cơ hại đặng như thế. Các vị đại đệ tử vì sợ sinh tử nên sắc khinh thương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sợ thì tất cả 5 món dục không làm chi đặng, do tập khí kiết sử chưa dứt nên qua mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi qua không mắc được. Rõ ràng là cái cô thiên nữ này như một bà chị lớn dạy người em nhỏ. Nếu nói theo cái ngôn ngữ mà dễ hiểu nhất là như vậy. Và các vị thấy rõ ràng là khi người ta thành đạt được con đường tu tập, có được trí tuệ rồi thì rất là tự tại, giải đáp mọi thắc mắc rất là thông suốt. Có một vị khách tới tham vấn Ngài Vân Cư. Ngài Vân Cư nghe nói đây là vị Pháp Sư rất là lỗi lạc, uyên bác, kinh tạng. Ông hỏi thưa Thầy, kinh dạy vạn Pháp nhất như có phải vậy không? Ông nói dạ đúng, vạn Pháp nhất như. Thiền sư hỏi tiếp, thưa Ngài nếu vạn Pháp nhất như tại sao núi Vân Cư cao, ở đây có thung lũng thấp, bên kia có gò nỏng thấp hơn là sao? Nếu vạn Pháp nhất như thì phải bình đẳng nhất lọt, tại sao chỗ thì đồi cao, chỗ thì gò thấp, chỗ thì thung lũng, chỗ thì hang sâu? Vị giảng sư kia trả lời không thông, tại vì cái đó trong kinh không có nói. Đó là lần thứ nhất. Và một hôm sau có vị Pháp Sư tới tham vấn. Ngài Vân Cư cũng hỏi câu hỏi khác, hỏi tôi nghe nói là tâm sinh vạn Pháp sinh, thế thì cái núi Vân Cư này ở trong tâm ông hay là ở ngoài? Nếu ông nói ở ngoài thì trật giáo Pháp, mà nếu nói ở trong tâm thì tâm ông bao lớn mà ông chứa được cái núi này. Vị Pháp Sư kia ngẩn ngơ không biết trả lời sao. Rồi cuối cùng ông xác định lại, thế thì Ngài nói cho tôi biết là tâm sinh vạn Pháp, tâm sinh được cái núi này không? Vị Pháp Sư kia nói dạ thưa Ngài, tâm sinh ra cái núi. Người hành cước lang thang du học, mắc gì để cái núi trong tâm chỉ cho nó nặng nề vậy? Và thưa các vị, ngôn ngữ thiền sư ông lại qua lật lại, mình không biết đường đâu để có thể trả lời. Do vì cái gì? Thưa, do vì tâm thông dong tự tại, không hề vướng bận, cho nên tâm giải thoát thì biện tài vô ngại, chứ không có chi lạ. Rồi gần nhất có những buổi giảng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, người ta hỏi Ngài một câu, hỏi cái câu gì tôi không nhớ, và cả một thính chúng nhiều nghìn người đang trông ngóng nghe cái câu hỏi rất là lý thú, và người ta mong đợi Ngài trả lời. Em nhìn Ngài nói cái câu đó Ngài không biết, ông hỏi câu đó tôi không biết, và Ngài cười sò, không ai làm gì được Ngài hết. Tức là ông ưng trả lời, ông trả lời, ông không ưng trả lời, ông nói tôi không biết, thì đâu ai cãi miệng ông để lấy được câu nói nào đâu. Rất là ung dung, rất là tự tại. Và thưa các vị, mình chưa liễu đạt được đạo, mình đang trong cái trạng thái gì? Sợ và hồi hộp. Ví dụ như bản thân tôi đứng trước các vị mà hỏi những câu hỏi mình cảm thấy nó rất là khó giải quyết thì mình làm gì? Một là lúng ta lúng túng, thứ hai là nếu cảm thấy giải quyết được hoặc trả lời được thì mình gân cổ lên mình trả lời. Để làm gì? Chứng minh là tôi thông thái, tôi hiểu biết. Thế nhưng mà với các vị thông đạt được thì không cần, thích thì trả lời, không thích cái đó tôi không biết. Điều thứ nhất chứng minh là họ không sợ. Họ không sợ ai đánh giá họ là thiếu hiểu biết, kém trí tuệ, học Phật Pháp không thông. Không sợ chuyện đó. Rõ ràng là người giải thoát thì biện tài vô ngại, mức độ cạn thôi. Thì thưa các vị, mình thoát khỏi được cái danh ràng buộc thôi. Thế thì mình hành xử rất là ung dung. Người ta biết mình ư, tôn kính mình ư, có dính gì mình đâu. Người ta phỉ nhổ mình ư, mạ lị mình ư, xem thường mình ư, dính gì mình đâu. Nếu mình để cho tâm mình nó khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, nếu nó có lỡ dại, nó sinh khởi trong đó. Thế nhưng mà với người biết tu tập thì khi nó sinh khởi trong lòng mình cuồn cuộn, mình làm gì? Mình là cái người nhìn thấy nó đang sinh khởi, chứ cái sinh khởi đó không phải là mình. Thế thì tuy là vụng về, tuy là còn một chút vô minh, nhưng mà còn cứu được cuộc đời mình. Còn bằng không thì mình bị chìm nổi trong những cái lưỡng sóng chê khen. Và thưa các vị, cuối cùng thì lỗ mũi mình trong bàn tay của nhiều người chứ không phải một người. Tại vì thiên hạ đông lắm chứ không phải một người. Người khen, người chê, họ cứ dẫn mình lên, dẫn mình xuống, cứ dẫn lỗ mũi mình lên trời, rồi dẫn đầu mình xuống đất, thì mình cứ cả một đời mình bị nổi chìm trong cái chuyện khen chê mà thôi. Cho nên tóm lại một điều thưa đại chúng là người đạt được sự giác ngộ dù ít, thế nhưng mà họ đi ngang qua cái dòng chảy khen chê của nhân thế rất là dễ. Còn người đạt được đến thâm sâu thì thưa các vị, họ nắm được cái quy luật vận hành của mọi pháp, nhân duyên là một, nắm được quy luật vận hành của tự tánh các pháp vốn là không, là hai. Thế thì cái sự ứng đối của họ trôi chảy vô cùng. Và người thâm đạt được con đường tu thì cái cách trả lời hay là cái cách giảng đạo của họ, họ nói có ba điều bốn chuyện quanh quanh tròn tròn thế nào đó không biết, nhưng mà cái điều quan trọng họ phải làm đó là chỉ cho các vị con đường tu, chứ không phải là chỉ các vị trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Không có làm tăng trưởng kiến thức về sự hiểu biết nhiều, mà làm tăng trưởng cho bồ đề tâm, để làm khởi phát được cái dũng lực tham tu. Đó là cái con đường của người có được năng lượng tu bên trong và biện tài giảng giải Phật Pháp là như vậy. Đó là phần thứ hai chúng ta đi vô. Và cái đoạn này cũng đáng lưu ý nè. Thiên nữ ở nhà này được bao lâu? Và nếu cái mạch văn của đoạn này thì các vị thấy là Ngài Xá Lợi Phất Ta thua hết một trận trên đây này. Qua dính thân phổi không được, bị cô thiên nữ lên lớp. Rồi bây giờ ông chuyển qua một cái mạch văn khác. Ông hỏi chứ cô ở nhà này bao lâu? Cô kia thay vì đáp nói là tôi ở nhà được lâu hay mau, thì cô đáp là tôi ở nhà này như Ngài được giải thoát. Tức là Ngài giải thoát lúc nào thì tôi ở nhà tôi lúc ấy. Và cô hỏi Ngài giải thoát lâu như thế nào? Câu ông nói là thế thì cô ở đây đã lâu rồi ư? Cô thiên nữ nói Ngài giải thoát lâu như thế ư? Xá Lợi Phất lặng im. Cô thiên nữ lại hỏi chứ, tại sao bậc đại trí tuệ như Ngài nghe tôi hỏi câu đó mà im lặng không trả lời? Ông nói, thực tế mà nói thì giải thoát không có ngôn thuyết, cũng không có thời gian, cho nên ta không biết phải trả lời thế nào cả. Cái điều này thưa các vị, mình giải thích một chút để cho nó dễ hiểu. Giải thoát thực sự, khi ta nếm được hương vị nó thì nó có thời gian không? Kỳ thực á, là khi các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào vui và buồn, các vị đồng nhất các vị vào hình hài này. Thế nhưng mà khi các vị ngộ ra, thể nhận ra các vị vốn là cái nhận biết, vốn là tâm Phật sáng ngời, thì liền lúc đó giải thoát có mặt. Và cái đó nó không có tuổi tác, do vì mình quên lâu nay, chứ còn mình truy tìm thì không phải nó mới có mặt lúc mình sinh ra. Thế cho nên cái trạng thái giải thoát không hề có thời gian trong đó. Và chứng nghiệm được nó thì các vị cũng không thấy có không gian. Hình hài vật lý này thì nó ngần này, cân đông đo đếm được, người ta chấp hình chấp bóng được. Thế nhưng mà cái trạng thái tâm bất động của các vị thì không có một vị thần linh nào có thể nhìn thấy được, kể cả Đức Thế Tôn. Quỷ thần không thấy tâm các vị. Thế thì không có hình để thấy, không có xanh vàng đỏ trắng để có thể nhận diện chụp hình, cũng không có ngắn dài gì, và cũng không có thời gian để biết là lúc nào thì ta có cái nhận biết. Thưa không có. Rõ ràng là do gì mình quên thôi. Trong trường viễn kiếp tử sinh, cái tâm Phật bất động nó đã đi theo với các vị. Thế nhưng mà mình quay lưng, mình chối bỏ. Bây giờ thì mình nhận ra được. Nhận ra được có nghĩa là gì? Cái đó nó đã có sẵn bao đời rồi, bây giờ mình chợt nhớ lại, mình sống được với nó thôi. Cho nên bản chất của nó là không có tuổi tác, không có thời gian, không có bắt đầu và không có chấm dứt. Rồi cái câu mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài trả lời, Ngài cũng bị vướng mắc nữa là gì? Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao cả. Thưa các vị, văn tự là tướng giải thoát. Nếu mà chúng ta đọc vào Pháp Bảo Đăng Kinh là như thế. Người mà thể ngộ được đạo rồi thì họ có thể dùng được văn tự, họ có thể bỏ được văn tự. Tại vì mọi thứ nói năng chỉ trỏ trong nhân gian dùng để hiển lộ được tâm Phật bất động. Mọi phương tiện hành đạo để đưa người ta thể nghiệm được Phật tâm, để tác động làm cho Bồ Đề Tâm sinh khởi. Đành rằng mỗi người chúng ta tự có tâm Phật bất sinh bất diệt bên trong. Thế nhưng mà nếu các vị không có hình hài của quẩn này thì tâm Phật nương nơi đâu để hiển hiện? Không có chỗ để làm cho cái bản lai diện mục của các vị nó hiện rõ ràng. Ở bước cạn trong cuộc sống đời thường thì thưa đại chúng là thân tâm nó là một. Tâm thế nào nó hiện ra thân như thế ấy. Và ở bước cạn của sự thực tập thì nếu các vị chưa mời được tâm các vị về ngay nơi thân thì các vị không thực tập được con đường tâm linh. Cái điều kỳ lạ là anh muốn xả ly của cải, anh phải là người có của cải đã. Chứ còn anh là người nghèo kiết không có đồng xu, anh nói tôi xả ly của cải thì nói cái chuyện đó rất là vô lý, phải không? Anh muốn bỏ bản ngã của anh phải làm gì trước? Anh có bản ngã trước, có phải vậy không? Bản ngã rất là hoàn thiện. Anh muốn quán niệm thân, anh muốn xả ly thân, anh muốn nhận ra tâm Phật bất động của anh phải làm một điều căn bản, đó là mời tâm có mặt ngay nơi thân. Thân và tâm cùng hợp nhất là một nơi. Lúc bấy giờ anh mới bắt đầu đi lên từ cái nền tảng căn bản là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa đại chúng, là văn tự nó không rời giải thoát. Tại vì nếu không có văn tự thì làm sao để hiển bài được giải thoát, cũng như nếu không có thân thì làm sao hiển bài được cái phạm hạnh quy nghi của một người tu. Anh tu anh nói là tu giải thoát rồi, tôi không dính gì trần lao, không dính gì phiền não cả. Thế nhưng mà vừa đụng với anh là mặt anh nổi sân si lên, còn đỏ còn hơn quan công nữa, thế thì ai mà tin. Rồi anh nói anh vô tham, thế nhưng mà vừa thấy đồng tiền mắt anh nó sáng ngời, thế thì làm sao người ta tin chứ. Rồi anh nói anh là người không chấp trước, thế nhưng mà đụng nhẹ nhẹ vào áo anh là anh đã sừng sộ rồi, thì nói cái chuyện không chấp trước ai mà tin. Thưa các vị, rõ ràng là từ nơi thân ta tu tập để nó thành tựu được cái bản chất bên trong giải thoát của chính ta. Cho nên cô tiên nữ đây bảo rằng ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả Pháp đều là tướng giải thoát cả. Thưa các vị, lòng anh mà thênh thang, lòng anh mà giải thoát rồi thì anh đụng vô cái gì cái đó trở thành giải thoát. Lòng anh còn tràn ngập những cái u ẩn bất an và đầy phiền muộn thì anh đụng vô cái thứ gì cái thứ đó đều trở thành phiền muộn bất an cả. Một kiếm sĩ tài ba, thế thì trong tay họ có cọng cỏ họ cũng trở thành một loại vũ khí giết người được. Còn nếu mà mình không phải là một kiếm sĩ tài ba thì thưa các vị, trao cho mình một cái loại kiếm từ thời Hán, thời Tần, được gọi là cái loại kiếm Mạc Gia hay Can Tương gì của Sở Ba Vương ngày xưa, thưa các vị, trở thành đại họa. Tại sao? Không sử dụng được để giết ai mà giết mình trước chứ có giết ai. Cho nên thưa đại chúng là mọi thứ trong nhân gian nó sẽ trở thành những cái phương tiện tuyệt vời nếu anh tu tập thành đạt được con đường giải thoát nơi tự tâm. Và khi anh thành đạt được cái gì bên trong của anh thì mọi thứ bên ngoài nó trở thành cái phương tiện cái hành đạo, nó không có trái chống gì với cái con đường triển khai và hoằng pháp cả. Còn nếu mà mình chưa thành tựu được cái phẩm chất tu tập và cái con đường tuệ giác mình chưa mở ra, hay nói một cách khác đó là phạm hạnh chưa tròn, lậu nghiệp chưa sạch, thế thì mình đi vào hướng nào mình vướng vào hướng nấy thôi, không vướng danh vướng lợi thì vô minh nó cũng khởi và che lấp tâm thức thôi à. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên người có giải thoát thì tự nhiên có được biện tài. Lục Tổ Huệ Năng ngày học cái mấy ông thầy đâu, nghe có một lần nghe kinh Kim Cương thôi, thế mà ai dám nói là cái cuốn Pháp Bảo Đàn của Ngài không giá trị. Thưa các vị, toàn bộ kinh sách ngữ lục của nhà thiền người ta không hề dám để cái chữ kinh phía sau đâu. Duy nhất có một cuốn Pháp Bảo Đàn được gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, và đó là nền tảng của cả truyền thống thiền đông độ, 5 tông 7 phái chảy ra cuồn cuộn từ cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh ấy. Thế thì thưa đại chúng là tự tâm giải thoát thì biện tài tuôn chảy, tứ vô ngại biện tài tự nhiên có mặt thôi. Đó là đoạn thứ hai chúng ta bàn. Tôi không biết hôm nay các vị có kiên nhẫn ngồi tới mấy giờ đây. Tôi cũng không ngờ là đại chúng ở đây rất là ham học kinh. Chắc mình phải đi cầu thỉnh những vị Pháp sư dạy kinh về đây làm giúp quá. Và trong đạo tràng mình nói nhỏ với nhau để nghe. Thưa các vị là miền Nam Cali này đâu có thiếu các bậc thầy lớn đâu. Mà không ai... Dạ không ai chịu xuống núi hết. Để mình thầy Phước Tịnh ốm o làm ăn hoài chỗ này chắc chết. Các vị hình dung cái hình hài tôi như cái tăm xỉa răng. Rồi hết chạy đông tới chạy tây, và nơi nào người ta cũng thích học kinh, là mình thì lòng mình thì cũng loại lòng đậu hũ, cho nên người ta mời cái mình gật đầu và dừng ở đây một chút nói chuyện vui. Ví dụ như mình qua Canada, thưa đại chúng là bản thân của mình chưa hề nghĩ là mình ở lại nước Mỹ làm chi đâu nghe. Phước phạt là như vậy. Chẳng qua duyên lành nó đến rồi mình ở đây, rồi mình làm những việc để đền ơn thập phương thí chủ thôi. Cho nên một số thầy khuyên đó, thưa thầy ở lâu, thầy học vài câu tiếng Anh mai mốt thi quốc tịch. Mình cười nói dường như cái điều đó nó ngoài tầm tay mình và mình chưa bao giờ nghĩ đến. Về Việt Nam mấy chú đệ tử mình nó cũng cười mình, nó nói người ta ở Mỹ chừng 3 năm người ta nói được tiếng Anh, còn thầy bây giờ sao thầy vẫn Việt Nam trai vậy. Mình cười nói thầy đâu có muốn ở Mỹ đâu con. Thế rồi cái sự việc nó xảy ra là một bài học rất là lớn cho tự thân mình kể ra đây cho các vị nghe. Các vị hình dung là mình đi quanh quanh trong nước Mỹ thì nó dễ, còn mình đi qua biên giới một quốc gia khác thì hải quan nó đâu có giản dị đâu. Và nhất là bây giờ, mỗi lần đi qua dường như anh hỏi nhiều chuyện lắm, mà anh bắt làm đủ thứ chuyện á, mà mình đâu có biết anh nói chi đâu. Một mình thôi, không biết một tiếng Mỹ. Tức là cái chữ A bẻ làm hai, kêu mình nhai không bể mà. Đó, đúng là như vậy. Rồi các thầy cô thì đi theo khóa tu, đâu có ai đi theo yểm trợ mình không biết phải mời ai. Thế là đành gan dạ quẩy túi một mình đi qua Canada. Phi trường ở Mỹ này cho nó dễ dàng rồi, nhưng mà vô Canada mới khó chứ. Tới vì vô đó này các vị thử nghĩ là cái anh nhà quê Cần Ngơ đi lang thang và không biết đi cái cửa nào ra. Ở thông thường đời sống của mình ít có bận tâm những cái chuyện xung quanh lắm. Mình đi đâu thì đa phần các thầy đều dẫn mình đi. Thậm chí cả chuyện mua cái ăn cho mình các thầy cũng làm, chi đó làm mình không hề biết. Biểu mình nhớ những con số cửa thì càng khó nữa, vì như cái đầu mình không có chịu nhớ số. Rất là lạ. Thế rồi Cần Ngơ đi. Rồi sao may mắn là có những cái người họ thấy thương mình họ kêu vậy. Những người ngoại quốc họ thấy đi Cần Ngơ thấy tội nghiệp cho nên kêu họ dẫn đi. Và đi vô cổng hải quan, tới chừng anh cảnh sát, anh hỏi mình lắc đầu, mình không biết gì hết. Thế rồi đứng đó mà đợi thôi. Và anh hỏi gì, anh hỏi chuyện của ảnh, mình làm như mình không biết gì cả. Đứng im bất động đó. Và thưa các vị, may mắn sao là cũng có một người Việt Nam họ đi qua đó, họ cũng vô hải quan và họ cũng đóng dấu để nhập cảnh Canada. Thế rồi trong đó nó kêu là thông dịch giùm coi cái anh Việt Nam anh muốn cái gì. Thế thì có một người giúp đỡ mình, rồi mình mới đi vô được đất nước Canada. Và một số Phật tử họ đón đưa mình. Đó là chuyện mình đi, cái chuyện mình đi thôi. Và đứng ở trong đó mình có một bài học rất là hay thưa các vị. Bài học gì hay? Sân ga là một, phi trường là hai, bến tàu là ba. Là cái nơi người ta đến mà đi rất là vội vàng. Người ta không có buồn bận tâm gì những cái anh Cần Ngơ như vậy đâu, dường như rất ít. Chỉ trừ các vị ơi các vị gọi lên thì quả mai có người giúp bằng các vị, mà đi cái kiểu như tôi Cần Ngơ nhìn trời mà đi đó thì không ai buồn giúp các vị đâu. Chắc như vậy. Thứ nhất là người ta vừa xuống phi trường là họ đi rất là vội vàng để cho kịp. Không ai bận tâm gì về chuyện người xung quanh cả. Từ cái điều này nó cho chúng ta là bình thường. Nếu chúng ta không có chuẩn bị sẵn thì ở bến tàu, ở sân ga, ở phi trường thưa cập rập vô cùng và mình không biết đi về đâu. Có phải vậy không? Các vị mà không chuẩn bị tối thiểu thì 5-10 câu hỏi. Tối thiểu thì cũng phải nói được là tôi không biết tiếng anh giúp giùm tôi. Còn đằng này sống phiêu phưởng như mình thì thú thật là cũng là loại gan dạ đầy mình đó. Và tới lúc rồi mới thấy là mọi cái thứ cần thiết của đời sống chính mình phải lo lấy chứ không có thể nhờ cậy ai được cả. Tôi cứ đinh ninh một điều là dốt đó như tôi. Và nếu đi đâu đó thì tối thiểu phải có một vài người thương tình, kề cận một bên giúp đỡ, bằng không đi lạc luôn rồi làm sao. Thế mà có lúc hoàn cảnh không như thế, không ai giúp mình đâu. Các vị phải là người chuẩn bị cho đời sống các vị, chứ không ai chuẩn bị giùm các vị được cả. Gần nhất là trong cuộc sống đời thường, nơi phi trường, nơi sân ga vân vân, các vị không nói được, không nghe được, không biết làm gì cả. Thế thì các vị đi đâu, các vị về đâu? Sân ga của cuộc đời nhân thế này tương đối là còn có người rảnh để ta nhờ. Cái sân ga mà các vị sẽ xuống giữa đời này đó thưa các vị là trả lời này vô thường này về cho các buổi, các vị nhờ ai đây? Lúc đó mỗi một linh hồn, mỗi một con người theo nghiệp của họ kéo đi nhanh như chớp mắt. Mình làm lành làm ác thưa các vị là ngay tức khắc, các vị vừa tắt hơi các vị xin đi liền, không có nhờ ai chỉ đường chỉ lối gì cả. Lúc đó các vị mà không chuẩn bị thì bơ vơ trong cái cõi tối tăm. Nó rất là dễ hiểu vậy thôi à. Thế mà đời sống mình chưa hề bận tâm về cái chuyện chuẩn bị cho mình. Mình lo lắng mọi thứ. Mình làm như cái cuộc đời này mình ở đây lâu lắm, 200 năm, 300 năm. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Cái chuyến xe hay là chuyến phi cơ, người ta đi một quãng đường nhất định, 5 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ họ xuống. Họ xuống rồi, Họ có lớn ngớ ở phi trường mấy phút rồi họ cũng về tới nhà. Họ nghỉ ngơi, có bằng hữu đón đưa. Cái chuyến xe của đời người 50 năm, 80 năm, các vị xuống xe, các vị đi đâu? Ai đón các vị? Ai đưa các vị? Rõ ràng là thế, nhưng mà đôi khi mình quên điều này. Cả cuộc đời mình luyện mình vào cái dòng chảy phù du của nhân thế này, mình quên mất là mình sẽ xuống xe. Mà cái bước xuống xe của người ta thì quy định 5 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái chuyện xuống xe các vị thì bao nhiêu tiếng đồng hồ tới đây? Không biết. Có thể 20 năm, có thể 50 năm, có thể một chút xíu nữa. Ta không biết được cái cuộc giả từ của ta trên chuyến xe, trên chuyến tàu. Người thông minh thì họ chuẩn bị trước khi lên phi cơ. Và người thông minh hơn nữa thì trên cái đoạn đường xe chạy đó họ đủ thời gian để họ chuẩn bị cho cuộc sống của họ. Khi rời sân ga, rời con tàu, rời phi cơ, họ thông dong họ đi. Còn mình thì cái chuyến xe sinh tử của đời người nó không phải như cái chuyến xe hay là chuyến phi cơ bình thường, thưa các vị. Chuyến xe sanh tử nó đưa các vị luôn cả các vị vào biển khơi mênh mông tối đen ngòm của cái chết. Thế mà trên con đường viễn hành ngắn hay dài ta không biết, ta cứ giành nhau chỗ ngồi, giành nhau một chút thức ăn, giành nhau những cái lặt vặt vô cùng và gây gổ với nhau, không thương tiếc gì cái sự ra đi của chúng ta. Cái con tàu chúng ta nó rơi xuống biển chứ nó không phải là dừng lại để cho mình xuống sân ga. Đó là những cái bài học mà mình đi ngang qua một lần cái mình thấy thương mình làm sao á. Bình thường mình không có chịu chuẩn bị, mình sống cái kiểu khơi khơi à, sống phất phơ giữa đất nước này và chưa hề nghĩ là mình sống ở đây lâu. Do vậy cho nên mình chưa hề chuẩn bị cái gì cho tự thân mình cả. Về Việt Nam đệ tử nó cười vào lỗ mũi mình, nó nói ở Mỹ bao nhiêu năm, về Việt Nam cũng vẫn ông thầy Phước Tịnh, không đổi thay gì cả. Cũng chẳng thế, cũng ngần đó bộ đồ, ngần ấy cái áo, cũng cái túi sách thế thôi, không gì thêm hết. Và các vị biết mình trả lời sao không? Thầy rất tự hào con. Thầy rất tự hào là thầy sống Mỹ bao nhiêu năm. Ví như thầy sống ở Mỹ 50 năm nữa, thầy sống dai chuyện đó đi, thầy về thì thầy cũng vẫn thế thôi, không thêm gì cả. Bớt thì có, già đi thì nó bớt chứ đâu có thêm gì đâu. Không có gì thừa thãi để cho tụi con nhờ vả cả. Cũng một hình hài này, đi như thế nào về như thế ấy, đáng mừng cho tụi con lắm đó, không thêm gì cả. Thưa các vị, đó là cái chuyện mình đi Canada, kể một chút cho các vị vui. Thưa đại chúng, là mình thấy 5:20 rồi. Không biết các vị có câu hỏi gì không? Chúng ta dừng lại nơi đây được chưa? Để dành phần ứng thân giáo hóa độ sinh cho lần sau. Các vị có thể chia sẻ đôi điều. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, kính bạch quý chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Thầy rất là từ bi, thầy kể câu chuyện thầy đi Canada. Từ đầu là mình cứ tưởng là thầy rất là ok, nhưng mà tới cái phần đuôi thầy kể thêm xém chút xíu nữa là thầy ở lại Canada rồi thưa quý vị. Thưa thầy, còn phần từ Canada về lại nước Mỹ thì thưa thầy chắc một cái dịp nào thầy kể cho chúng con nghe tiếp nha thầy. Dạ, sẽ có dịp các vị nghe chuyến hành trình của mình để vui. Thưa quý vị có công nhận với chúng tôi là bữa nay thầy giảng bài giảng thật là tuyệt vời, thật là hay. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Lúc nãy chúng con có kêu gọi quý Phật tử để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung nước Việt Nam, thì quý Phật tử đã phát tâm. Và nhân đây xin mời Chân Tịnh Diệu. Chân Tịnh Diệu sẽ lên thưa thỉnh với Thượng tọa giảng sư và quý chư tôn đức cùng tất cả quý Phật tử. về phần thâu góp tịnh tài để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung Việt Nam hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa quý chư tôn đức, con kính thưa toàn thể đại chúng. Điều đầu tiên thì con xin có lời. Nếu mà những vị nào đã đến với giảng đường Sangha nhiều lần thì đã biết, còn những vị mới thì để cho con được thưa một chút xíu là trong cái lớp học của đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời từ ngày ra đời đến giờ thì thầy có một cái quy định là chúng con không có nên kêu gọi đóng góp trong nhiều tình huống, là tại vì thầy không có muốn Phật tử phải quan ngại và lo lắng trong vấn đề tịnh tài, chỉ quan tâm đến vấn đề tu học thôi. Nhưng đây là một trường hợp hết sức là khẩn cấp, mang cái tính cách từ bi để yểm trợ cho người đồng hương quê nhà của chúng ta. Cho nên chúng con đã xin thầy một cái trường hợp ngoại lệ, và với cái sự nhiệt tình của toàn thể đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay thì tất cả chúng con gom góp được ở đây, con xin thưa là số tiền lên tới 3.048 đồng. Con xin quý vị cho một tràng pháo tay. Đồng thời thì con xin thưa với quý vị là bởi vì sư cô đi về trên cái tuyến đường đi thì sẽ có nhiều cái chi phí cho cá nhân hoặc là đi công việc thì cũng phải tốn kém, cho nên riêng Mắt Thương chúng con kính cúng dường riêng cho sư cô là 200 đồng để sư cô chi phí trong vấn đề di chuyển xe cộ và cho mọi cái sinh hoạt khi mà sư cô về tới Việt Nam để lo cái vấn đề cứu trợ này. Thì bây giờ đây bên cạnh đó chúng con kính mời cô Kim Chi ra để thưa thỉnh về vấn đề hôm nọ thì buổi học của thầy Tánh Tuệ, thầy cũng đã có sự đóng góp tình nguyện, thì xin cô thưa với thầy và đại chúng. Con kính bạch Thượng tọa giảng sư, con kính bạch chư tôn đức và thưa toàn thể quý Phật tử. Ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2009 vừa qua, trong phần chia sẻ tâm tình của Đại Đức Thích Tánh Tuệ với quý Phật tử của đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, thì lúc các em cúng dường Tam Bảo thì thầy Thích Tánh Tuệ đã dặn là thôi Mắt Thương giữ lại và tùy duyên để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Nam. Thì hôm nay duyên lành đã đưa đến, nhân có sư cô trụ trì sẽ về Việt Nam lo cứu trợ, thì cái phong thư cúng dường Tam Bảo đó chúng con xin gửi luôn vào đây. Kính bạch Thượng tọa, kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị, phong thư đó được 311 đồng. Đó là từ ngày 3 Tây tháng 10 vừa qua, Đại Đức Thích Tánh Tuệ có gửi để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Nam. Dạ, kính thưa quý vị, như vậy là tổng số tiền thâu được cho vấn đề cứu trợ của Đại Đức Thích Tánh Tuệ và đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời là 3.359 đồng. Thì bây giờ chúng con xin kính được dâng lên cô trụ trì để cô chuyển đến tận tay cho những người đang có gặp hoạn nạn bão lụt ở miền Trung Việt Nam chúng ta. Chúng con xin được dâng lên cho cô. Con kính bạch Thượng tọa, kính thưa quý sư cô và toàn thể Phật tử, chúng con sẽ nhận cái số tiền này là tất cả quý Phật tử có tấm lòng đóng góp, và con sẽ mang về tận tay đồng bào ở miền Trung. Xin được thưa với quý vị là có một vị đạo hữu vừa mới mang lên 200 đồng tiền mặt để kính gửi sư cô trụ trì mang về Việt Nam giúp cho bão lụt miền Trung, đó là gia đình của bà Nguyễn Úc Tương, 200 đô la. Con xin được gửi ngay bây giờ đến sư cô luôn. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước khi các em Mắt Thương Nhìn Đời xin kính dâng lời cảm tạ, chúng tôi xin được nhắc quý vị là tuần sau, cũng vào ngày Chủ nhật, ngày 25 Tây tháng 10, cũng vào 1 giờ rưỡi, xin mời quý vị về tụ lại giảng đường để nghe thầy giảng tiếp phần kế tiếp của cái bài giảng hôm nay. Lúc đầu thầy đã dự định là phải đi hết nguyên một cái chương này, nhưng mà nhìn bài thì thấy có bộ khó lòng, cho nên là thầy đã ngắt nửa chừng, thầy cho quý vị đặt câu hỏi và có những cái tiết mục đặc biệt như là cúng dường và giúp cho nạn nhân bão lụt như ngày hôm nay. Thì trước khi cho các em tiếp lời, xin nhắc quý vị là tuần sau có bài giảng kế tiếp của thầy. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, con kính bạch thầy, kính thưa quý chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Con xin được thay mặt cho toàn thể nhóm trẻ mắc thương nhìn đời để cảm tạ tấm lòng ham học của quý vị đã đến với đạo tràng rất là đông ngày hôm nay và còn yểm trợ tịnh tài để đóng góp cho cái sự sinh hoạt của nhóm trẻ chúng con. Đồng thời có rất là nhiều vị bỏ tịnh tài vô trong cái thùng mà sau đó đó lại còn bỏ thêm 2 lần nữa và rất là phát tâm hết lòng. Thì chúng con thành thật cảm tạ toàn thể quý đạo hữu, đồng thời có những vị cũng đã gửi trái cây, tuy không nhiều lắm nhưng mà gửi đến cúng dường cho thầy và quý chư tăng ni để mang về tu viện Lộc Uyển. Chúng con riêng có sắp sẵn một số băng đĩa, DVD và CD của thầy để kính cô mang về Việt Nam hoặc là đến những người đang có cái nhu cầu nghe Pháp mà cô biết được. Thì sau giờ học ngày hôm nay, con xin gửi số dĩa đó đến cho quý sư cô. Một lần nữa, thì chúng con kính mong gặp lại quý vị trong cái lần giảng kỳ tới của thầy vào ngày Chủ nhật lúc 1:30. Thành thật tri ân cảm tạ toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Dạ, con xin hết lời. Con xin kính mời thượng tọa. Thầy có vài điều chia sẻ. Thưa các vị, là tôi cũng không ngờ cái nhiệt tình đóng góp trong cái công trình từ thiện của đạo tràng chúng ta rất là lớn. Tất nhiên cái điều này thì cô Kim Chi và các cháu nó đã có đôi lời tri ân các vị. Riêng bản thân tôi thì tôi thú thật là từ những ngày đầu của đạo tràng tôi rất là ngần ngại cái chuyện là các cháu nó tổ chức những cái công trình từ thiện. Thưa các vị, chúng ta sinh hoạt nơi đất nước này, nhất là những người lớn tuổi, cái nguồn thu của các vị nhất định chứ nó không thể tăng được. Thế mà rất là nhiều cái hội đoàn, rất nhiều già lam tự viện, rất nhiều cái sinh hoạt cứ kêu gọi, cho nên làm cho những người đến tu học rất là ngần ngại. Tôi có biết một số Phật tử khi thấy chùa gửi thơ tới mời là các vị họ sợ rồi. Tại vì biết rằng cái thơ này mời là để kêu gọi cái này cái kia thôi. Do vậy cho nên ngay những ngày đầu tôi nói cùng với các cháu. Tôi nói là thôi, thầy trò chúng ta tổ chức những cái buổi giảng pháp rất là thuần để cho các Phật tử tới tu học. Và bất cứ các cái già lam tự viện nào ở Việt Nam mà có một thầy tới đây xin được phép nói đôi lời kêu gọi về chuyện làm chùa làm chiền, thôi con từ chối đi cho nó khỏe, để cho các Phật tử họ đừng có nặng lòng. Tại vì kêu gọi mình không đóng thì nó kỳ, mà đóng thì rất là tội cho những người Phật tử, nặng gánh lắm. Đó là cái điều mà tôi đã từng nói cùng với các vị ở đây, tức là cái nhóm mắc thương ở đây, và kể cả anh chị Kim Chi thì tôi cũng thường hay chia sẻ những điều này. Do vậy thưa các vị, chúng ta hãy học cái ngôn ngữ của người xưa, đó là liệu cơm gắp mắm đi, mình đóng góp. Thế nhưng mà tùy theo cái năng lực của chính mình, chứ còn đừng có quá nóng lòng, rồi có khi đời sống của các vị nó có nhiều khó khăn. Đó là lời mình nhắc chung. Và cũng xin thưa rằng cái niềm vui lớn nhất của tôi đó là được thấy các vị tu học thôi. Mình học Phật Pháp làm cho tuệ giác mình nó khơi mở. Và cái này rất là quan trọng. Khi các vị có chánh kiến được với Tam Bảo, có niềm tin với Phật Pháp, các vị tu tập được thì tâm các vị rất là thuần thiện. Chừng đó rồi, các vị làm mọi việc bằng cái tấm lòng tràn đầy niềm vui và hoan hỷ. Thế cho nên, cái niềm vui lớn nhất của tôi đó là được chia sẻ Phật Pháp cùng các vị. Được đem những lời của Đức Thế Tôn ngày xưa, hay là những lời của các vị cổ đức, các vị thiền sư giải bài để các vị thâm đạt được con đường tu thôi, có được cái chánh kiến để mình đi vào kho tàng giáo pháp của Đạo Phật. Nhất là liễu ngộ được tự tâm, rồi các vị chấm dứt được cái chuyện buồn vui thế sự thường ngày, rồi các vị đoạn đứt được con đường lang thang, sinh tử. Điều đó nó rất là cần thiết. Chứ còn những công trình khác thì mình nghĩ nó cũng tùy thuận nhân tình làm cho vui thôi, chứ điều không quan trọng. Theo cái nhìn của mình là như thế. Mong rằng đại chúng liễu tri được điều này, và các vị làm trong cái phạm vi vừa phải của các vị. Và chúng ta dù muốn dù không gì vô tình cũng hình thành một cái gia đình tu học nơi đây, trở thành những người thân của nhau. Và khi cái điều này nó có mặt thì nó có mặt một cách tự nhiên, chứ không hề cố gắng làm thành một cái tổ chức gì cả. Và do vậy cho nên thưa đại chúng là cái sự tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau, đó là cái chuyện rất bình thường của tâm thức người Việt. Điều này nó được thể hiện qua là chỉ cần có một sự kêu gọi nhỏ thì các vị đóng góp rất là lớn lao. Tôi cũng rất là cảm động khi biết được đạo tràng của chúng ta hết lòng về những cái công tác như thế này. Và một lần nữa, trước khi thỉnh chuông để chúng ta tọa thiền mấy phút, thì tôi thay mặt cho tất cả quý sư cô đây và những người khó khăn neo đơn ở Việt Nam đang trong cơn hoạn nạn, ngưỡng cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các vị nơi đây thân an tâm lạc, thấu đạt được chánh pháp, thành tựu được con đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị nhiếp tâm tĩnh tâm mấy phút, chúng ta hồi hướng rồi về.